Y đạo quan đồ trương nhất châm. Chương 321, hiểu cũng phải đánh. Lý Trường Vũ và Nghiêm Tân Kiến đều nhìn nhau. Đỗ Thiên Giã bảo họ nói lên ý kiến giải quyết vấn đề này quả thực là làm khó họ. Đỗ Thiên Giã biết rằng đang làm khó bọn họ, ông ta thấp giọng nói, An Đạt Văn các anh vẫn phải cố an ủi, hy vọng rằng anh ta có thể vì quan hệ của Trương Dương và An gia, đừng làm to chuyện này lên. Nghiêm Tân Kiến lắc đầu nói, tôi thấy việc này rất phiền phức, sau khi việc này xảy ra, tôi đã khuyên An Đạt Văn ngay, nhưng thái độ của An Đạt Văn rất kiên quyết, rất có khả năng sẽ truy cứu đến cuối cùng. Đỗ Thiên Giã nói, thị trưởng Lý, anh đi thám thính bên An Đạt Văn một chút, gì là về sau anh ta có đầu tư hay không, chúng ta cũng cần tỏ rõ thái độ, không thể để chuyện này làm ảnh hưởng xấu đến tương lai của Giang Thành được. Ông ta dừng lại một lúc rồi nói, Trương Dương là chủ nhiệm phòng chiêu thương, mà lại dám đánh cảng thương trước mặt quần chúng như vậy, việc này rất không tốt, cứ bảo anh ta dừng công việc trong tay lại, tự kiểm điểm mấy ngày, còn về việc xử lý thế nào thì về sau nói sau. Nguyên do Đỗ Thiên Giã nói về sau tính đó là, đến tận bây giờ, ông ta vẫn không làm cách nào để xác định được phản ứng của An Đạt Phân. Nếu như An Đạt Phân cố tình làm lớn vụ này, thì ông ta nhất định phải xử lý Trương Dương, không thể nể mặt được. Còn nếu như An Đạt Phân có thể thương lượng giải quyết được chuyện này, thì cũng không cần thiết phải phạt quá nặng Trương Dương làm gì. Sau khi Lý Trường Vũ và Nghiêm Tân Kiến rời khỏi phòng làm việc của bí thư, cùng lúc thở dài, Nghiêm Tân Kiến khổ sở nói, lần này tôi cũng phải chịu oan rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Lý Trường Vũ nói, sự việc thật sự là hơi phiền phức, người như An Đạt Văn thật không phải là loại tốt đẹp gì. Nghiêm Tân Kiến nói, anh ta là loại người gì không quan trọng, quan trọng là người ta là thương nhân đến đầu tư vào Giang Thành, lần này thì hay rồi, người ta đã có lý do đầy đủ, chủ nhiệm phòng chiêu thương đánh người ta. Việc này đồn ra ngoài, nếu không làm tốt có khi còn được lên trên thời sự ấy chứ. Lý Trường Vũ nói, làm gì đến mức ấy. Khi Trương Dương đánh An Đạt Văn chỉ là nhất thời tức giận, hắn không hề nghĩ đến hậu quả của việc này. Khi đến bệnh viện thăm Tần Hoan, ngay cả Tần Manh Manh cũng đã nghe về việc này. Tần Manh Manh gọi Trương Dương ra ngoài, cô không muốn để trẻ con nghe thấy nội dung cuộc nói chuyện của hai người. Thân thiết nói, Trương Dương, anh đánh người rồi à? Trương Dương hơi ngạc nhiên hỏi, sao em biết? Tần Manh Manh nói nhỏ, em vừa xem thời sự. Trương Dương hơi ngỡ ngàng, thời sự. Bên đài truyền hình lại phát tin này sao? Trương Dương thật sự không tin rằng có chuyện này, với địa vị ngày hôm nay ở Giang Thành của hắn, dù là có tin tức liên quan đến hắn, thì cũng đều là những tin tức chính diện cả, đài truyền hình chẳng lẽ muốn làm khó hắn sao? Sự việc ngày hôm nay rất mẫn cảm. Bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Dương Khánh Sinh mặc dù hắn ta không có mấy qua lại, nhưng cũng chẳng có thủ oán gì. Tần Manh Manh nói, đánh cảng thương, ảnh hưởng rất xấu đấy, việc này rất phiền phức rồi. Trương Dương cười nói, không sao đâu, có phải là chuyện gì to tát đâu mà. Mặc dù hắn nói rất thoải mái, nhưng lúc này đầu hắn đã bắt đầu bình tĩnh lại, hắn ý thức được việc mình vừa làm không có ảnh hưởng tốt với hắn, An Đạt Văn hình như muốn làm lớn chuyện này lên, theo lý thường hắn và An Đạt Văn chẳng có thù hận thâm sâu đến vậy, chỉ vì một cái tát, tên này lại muốn trở thành thù địch với hắn ư. Tần Manh Manh nói, anh à, mẹ bao giờ thì về Giang Thành? Đây là lần đầu tiên cô chủ động gọi Trương Dương là anh. Trương Dương cười nói, chiều mai, sao thế? Có phải là bên Bắc Kinh đang giục không? Tần Manh Manh gật đầu, tối nay em bắt buộc phải đi, tình hình của Tiểu Hoan ngày càng tốt rồi, em cũng có thể yên tâm rời đi mấy ngày. Trương Dương nói, em yên tâm đi, còn có anh mà, anh sẽ hỏi bác sĩ, nếu như không sao, thì tối nay anh dẫn nó về nhà. Hai người vừa nói chuyện, bên ngoài đã có người đến thám thính sự tình, đó là Kiều Mộng Yên và em họ của cô ấy Thời Duy. Hai người rất tốt với Tần Manh Manh, vốn định đến thăm Tần Hoan từ lâu, nhưng lúc đó, bệnh tình của Tần Hoan chưa tốt lên, lời của Trương Dương cũng làm họ bỏ đi suy nghĩ đó, đến tận khi Tần Manh Manh gặp Thời Duy trên đường, hai người họ mới đến đây. Kiều Mộng Yên thấy Trương Dương cũng ở đó, cười với hắn, trong ánh mắt lộ ra sự đồng tình. Hôm nay Trương Dương vì An Ngữ Thần. Red Eye rất đàn ông, có điều trong con mắt của người đứng ngoài, thì Trương Dương thật sự quá bồng bột, không suy nghĩ đến hậu quả gì hết, khi hắn đánh người không nghĩ được rằng liệu hành động này của hắn có mang lại hậu quả gì nghiêm trọng không. Thời Duy cũng đã nghe nói chuyện Trương Dương đánh cảng thương, cô cười hà hà nói, Trương Dương, anh sắp sửa trở thành minh tinh đứng đầu của Giang Thành rồi, tôi dám đảm bảo rằng, ngày mai tin tức đầu tiên trên báo sẽ có ảnh của anh, tôi đã nói với ông chủ bán báo ở cửa rồi. Ngày mai tất cả những tờ báo có tên anh đều để lại cho tôi hết, tôi sẽ giữ làm kỷ niệm.
Trương Dương nheo mắt nhìn cô ấy, câu này sao tôi nghe thật là nhức tai thế nhỉ? Kiều Mộng Yên không muốn hắn và Thời Duy cãi nhau tiếp, nhẹ nhàng nói, Trương Dương, anh ra đây, tôi có việc muốn nói với anh. Trương Dương và Kiều Mộng Yên bước đến hành lang, Kiều Mộng Yên thở dài nói, vừa nãy tôi đã đi thăm An Đạt Văn. Trương Dương cười lạnh lùng, thăm tên đó làm gì? Nó là cái quái gì cơ chứ? Một tên chẳng nhận họ hàng tông tích của mình. Kiều Mộng Yên nói, lúc đầu khi An Lão Lâm Trung đã phân việc kinh doanh thành hai phần và quyết định rõ ràng đưa phần việc của nội địa giao cho An Ngữ Thần sao? Trương Dương nói, hoàn toàn chính xác. Kiều Mộng Yên hơi chau mày, An Lão đã kinh doanh cả một đời người, không có lý do gì lại sai lầm như vậy được. Nếu ông ấy đã đưa ra quyết định rõ ràng như vậy, thì chắc chắn phải có những giấy tờ liên quan chứ. Trương Dương nói, vậy thì đã sao? An Đạt Văn là chủ tịch hội đồng quản trị, chẳng phải là nó nói gì là được cái đó sao? Kiều Mộng Yên nói, Trương Dương, hôm nay tôi ở đó từ đầu đến cuối, thấy toàn bộ quá trình phát sinh của sự việc, anh nghĩ mà xem, có cảm thấy việc này rất mập mờ không? Hình như khi An Đạt Văn đối xử với An Ngữ Thần hơi khác thường một chút, và những lời hắn ta nói với anh hình như là cố tình chọc tức anh vậy. Qua lời nhắc nhở của Kiều Mộng Yên, Trương Dương lúc này mới nghĩ kỹ lại khi hắn đánh An Đạt Pha, đúng là vì câu đó của An Đạt Văn, cô ta vốn đã có bệnh, sống chết có liên quan gì đến tôi, câu nói đó đã làm hắn tức giận, vì vậy Trương Dương mới quên mất không suy nghĩ mà red eye, giờ đây bình tĩnh nghĩ lại, từ trước tới này, quan hệ của An Đạt Văn và An Ngữ Thần khá tốt, An Đạt Văn không có lý do gì nói ra những câu tuyệt tình như vậy. Nếu như hắn ta thật sự thừa thời cơ chọc tức Trương Dương, thì tiểu tử này quả thật là nham hiểm. Trương Dương chau mày nói, tôi và anh ta không thù không oán, anh ta hại tôi làm gì? Kiều Mộng Yên nói, chúng ta cứ đưa ra một giả thiết đã, nếu như An Lão thật sự phân rõ ràng bổn phận của hai người trong gia tộc, trong công ty, thì An Đạt Văn không có quyền nhúng tay vào những sự việc ở nội địa. Nếu nhìn từ tình hình bây giờ, An Đạt Văn cần có tiền gấp, anh ta muốn rút đầu tư khỏi Giang Thành, An Ngữ Thần lại kiên quyết lập trường về chuyện này, không hề nhượng bộ. Điều này đã dẫn đến mâu thuẫn trong quan hệ chị em của họ càng sâu sắc hơn, cuối cùng giọt nước tràn ly, An Ngữ Thần mở cuộc họp hội đồng, dù là từ quyền cổ đông của cô ấy, hay là từ thân phận của cô ấy trong gia tộc, An Đạt Văn đều không thể ngăn cản được, vì thế mới có màn diễn ngày hôm nay. Trương Dương nói, cô đã nhìn ra An Đạt Văn có vấn đề, vậy sao còn ký hợp đồng với anh ta? Kiều Mộng Yên nhìn Trương Dương nói, anh đừng quên, tôi là một thương nhân, dù là An Đạt Văn có vấn đề gì. Nhưng hạng mục khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm tự là sạch sẽ, đối diện với lợi ích, chẳng lẽ anh bảo tôi từ bỏ ư? Trương Dương thầm thở dài, ai cũng chẳng muốn nhả miếng thịt trong miệng mình ra. Hắn thấp giọng nói, xem ra An Đạt Văn chưa chắc đã giống như quyền độc lập mà anh ta nói, ý kiến của An Ngữ Thần vẫn có tác dụng quan trọng trong tập đoàn, hắn lợi dụng tình hình trong nước để làm trò, dụng ý của việc đó là làm yếu quyền lực của An Ngữ Thần, thậm chí xóa sạch tên của cô ta trong công ty. Đương nhiên đây cũng có quan hệ mật thiết với việc An Đạt Văn không xem trọng thị trường trong nước. Ở hiện trường ký hợp đồng, sau khi mâu thuẫn giữa anh ta và An Ngữ Thần bộc phát, những lời nói tuyệt tình đằng sau đó có đến chín phần là để chọc tức hắn, Trương Dương đã ý thức được, An Đạt Văn chắc chắn sẽ lợi dụng việc hắn đánh An Đạt Văn ngày hôm nay để tạo thành đòn bẩy, đẩy hắn vào trong cạm bẫy. Kiều Mộng Yên nói, cánh nhà báo truyền thông của Giang Thành phản ứng nhanh chưa từng thấy, sự việc ngày hôm nay rất mẫn cảm. Theo lẽ thường thì đài truyền hình phải rất thận trọng, ít nhất phải thông qua bộ tuyên truyền, mới quyết định có nên phát tin đó hay không. Nhưng sự việc chưa đầy 5 tiếng đồng hồ, trên thời sự đã phát chuyện anh đánh An Đạt Văn rồi. Với Giang Thành, đây gọi là tự vén áo cho người xem lưng, bộ tuyên truyền của thị ủy hình như đang cố tình hại anh. Dương Khánh Sinh bị ông ta mắng mặt xanh lét, ông ta không hề phản bác gì, ngồi ở đó im như thóc. Ai cũng biết rằng việc ngày hôm nay không bình thường, tình chất sự việc đã ngày càng nghiêm trọng. Trong thường ủy đương nhiên có người vui vẻ, và chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm là một trong số đó. Ông ta mở miệng đầu tiên, bí thư Đỗ, thật ra dư luận là cái rất khó để khống chế. Chúng ta dù có thể quản được báo chí, TV, nhưng không thể nào quản lý được cái miệng của người dân. Trương Dương cắn môi, cười lạnh lùng nói, tên khốn Dương Khánh Sinh này, tôi muốn xem ông ta muốn nhảy lên mức độ nào. Kiều Mộng Yên đã quen thuộc với những việc trên quan trường, cô thấp giọng nhắc nhở Trương Dương. Việc này phải khống chế được ảnh hưởng của nó, bên Giang Thành đã không còn giấu được nữa rồi, anh cần phải giấu được nó trước khi bộ phận thời sự đưa việc này ra. Trương Dương gật đầu, Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền Tỉnh ủy Trần Bình Triều là cha của Trần Thiệu Bân, Trần Thiệu Bân là anh em thân thiết với hắn, việc này nhất định Trần Bình Triều sẽ giữ thể diện cho hắn.
Hắn thật sự không thể nào hiểu nổi, chẳng lẽ Dương Khánh Sinh lại to gan đến vậy sao? Chẳng lẽ ông ta không hề nghĩ đến các mối quan hệ ở nhiều mặt? Bí thư thị ủy Đỗ Thiên Dã nổi giận đùng đùng trong cuộc họp thường ủy, ông đã nhìn thấy mẩu tin đó. Trước mặt các thường ủy, ông đập bàn, chỉ vào mũi Dương Khánh Sinh tức giận quát, Dương Khánh Sinh, ông đang làm cái trò gì thế? Ông sợ việc này chưa đủ loạn phải không? Là bộ trưởng bộ tuyên truyền của thị ủy, mà ngay cả việc làm dịu bớt dư luận ông cũng không biết làm sao. Làm ầm lên cùng với mọi người, ông định làm cho tất cả mọi người biết chuyện này sao, ông đang nghĩ gì vậy chứ? Dương Khánh Sinh bị ông ta mắng mặt xanh lét, ông ta không hề phản bác gì, ngồi ở đó im như thóc. Ai cũng biết rằng việc ngày hôm nay không bình thường, tình chất sự việc đã ngày càng nghiêm trọng, trong thường ủy đương nhiên có người vui vẻ, và chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm là một trong số đó. Ông ta mở miệng đầu tiên, Bí thư Đỗ, thật ra dư luận là cái rất khó để khống chế, chúng ta dù có thể quản được báo chí, TV, nhưng không thể nào quản lý được cái miệng của người dân. Đỗ Thiên Dã nói, chủ nhiệm Triệu, ông có ý thức được tầm ảnh hưởng của chuyện này không cơ chứ? Đỗ Thiên Dã đang nói đến chuyện đài truyền hình đưa tin tức này lên. Nhưng Triệu Dương Lâm lại rất giảo quyệt đẩy vấn đề lên người Trương Dương, ông ta bình tĩnh nói, ảnh hưởng của việc này thật sự là rất xấu. Khi Trương Dương ra tay đánh người liệu anh ta có nghĩ đến hậu quả sau này không? Anh đã nghĩ đến việc chính mình là đại diện hình tượng cho phòng chiêu thương chưa? Đã nghĩ đến việc mình là hình tượng của thành phố Giang Thành chưa? Thậm chí là đại diện cho cả các cán bộ đảng viên chưa? Nói đến đây Triệu Dương Lâm bắt đầu kích động, ông ta xua tay nói, với đám ăn hại này, chúng tôi quyết không thể nhân nhượng tiếp. Sự phóng túng của anh ta là một sự vô trách nhiệm với những người dân ở Giang Thành, chính là sự vô trách nhiệm đối với công cuộc cải cách mở cửa. Tôi kiến nghị. Phó thị trưởng thường duy Lý Trường Vũ ngắt lời Triệu Dương Lâm, chủ nhiệm Triệu, nguyên nhân của việc này còn chưa điều tra rõ ràng, giờ đây đưa ra ý kiến xử lý có phải hơi sớm rồi không? Triệu Dương Lâm quay sang lườm Lý Trường Vũ, trong mắt ông ta, Lý Trường Vũ thật sự là một kẻ thất bại nặng nề, trong khi ông ta lựa chọn đội ngũ, luôn ở vào trạng thái nước đôi, một người không làm rõ được lập trường của mình. Làm sao nói gì được cái gọi là tiền đồ, ông ta thua Tả Viên Minh cũng là điều vô cùng bình thường. Tả Viên Minh vì đang thị sát ở phong dịch, nên không có mặt trong cuộc họp lần này, nhưng việc đó không ảnh hưởng gì đến không khí nóng hổi của cuộc họp. Đa số thường ủy đã nhận ra, chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm đang ngày càng mạnh mẽ, ông ta đang chủ động khiêu khích quyền uy của bí thư thị ủy Đỗ Vũ Phong, nói một cách chính xác là, không chỉ mình ông ta, mà chủ tịch chính hiệp Mã Ích Dân, phó thị trưởng Viên Thành Thích. Họ rõ ràng đang đứng về phía Triệu Dương Lâm, Bộ trưởng Bộ tuyên truyền Dương Khánh Sinh mặc dù không nói gì, nhưng hôm nay sự tức giận của Đỗ Vũ Phong là do ông ta gây nên. Cuối cùng Dương Khánh Sinh cũng mở miệng nói, việc của đài phát thanh là sự không chú ý của tôi, nhưng tôi không thể kiểm soát từng phóng viên, khống chế từng mẩu tin phát ra. Đỗ Thiên Dã lạnh lùng nhìn Dương Khánh Sinh, trên mặt ông đầy sự phẫn nộ, dưới ánh nhìn của ông ta, Dương Khánh Sinh cúi thấp đầu. Sau đó lại nghe thấy tiếng của Đỗ Thiên Dã, láo lếu. Đỗ Thiên Dã thật sự đã bị chọc tức, là bộ trưởng bộ tuyên truyền mà lại dám nói được những lời vô trách nhiệm như vậy. Ông cuối cùng đã hiểu, sự việc của Trương Dương chỉ là một mồi lửa, đám hề này mượn cớ nổi dậy, họ muốn nhân cơ hội này, làm mưa làm gió. Bí thư thị ủy nói lời thô lỗ ngay trước mặt mọi người, làm cho tất cả hội trường im lặng trong một lúc, mặt của Dương Khánh Sinh đỏ bừng bừng, hôm nay ông ta đã trở thành mục tiêu xả tức của Đỗ Thiên Dã. Đỗ Thiên Dã nói, tôi không quan tâm là nguyên nhân gì, từ giờ trở đi, nếu như tôi còn nhìn thấy trên TV, trên báo còn có những thông tin liên quan đến việc này nữa, thì ông đừng làm nữa. Câu này của Đỗ Thiên Dã nói rất rõ ràng. Dù sao thì Dương Khánh Sinh cũng là cán bộ cấp phó thính, cũng chẳng phải ông nói nghỉ là nghỉ, nhưng Đỗ Thiên Dã đã nói vậy, hơn nữa thấy tình hình của ông ta, có lẽ sẽ làm như vậy thật, chẳng phải mấy ông muốn hợp lại đối phó với tôi sao? Tôi muốn nói cho các ông biết. Không những thế, tôi còn muốn làm cho các ông coi nữa kìa. Sự tức giận của Đỗ Thiên Dã đã làm cho toàn thể hội trường trở nên căng thẳng, mâu thuẫn nằm tất cả trên người Dương Khánh Sinh, lúc này, không ai dám chủ động nói đỡ hộ ông ta. Dương Khánh Sinh cảm thấy bản thân mình vô cùng bi kịch, việc này dù thế nào cũng không nên biến mình thành thứ để xả tức. Ánh mắt ông ta quay ra nhìn chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm, môi Triệu Dương Lâm động đậy, nhưng cuối cùng cũng không nói lời nào. Trong lòng ông ta đang do dự, tiếp tục khiêu chiến uy quyền của Đỗ Thiên Dã, hay là ngừng chiến. Đỗ Thiên Dã rõ ràng đã không muốn tiếp tục cuộc họp nữa, ông đứng dậy nói, ai dám bôi do chát chấu lên mặt Giang Thành này, tôi sẽ không để yên cho người đó. Ngừng họp,
Sau khi tuyên bố ngừng họp, Đỗ Thiên Dã quay người bước ra khỏi phòng họp. Thư ký của Đỗ Thiên Dã Giang Lạc đứng chờ ngoài cửa, từ trên sắc mặt của Đỗ Thiên Dã anh ta đã nhận ra tâm trạng của bí thư thị ủy rất không tốt, anh ta nói rất cẩn thận, bí thư Đỗ, chủ nhiệm Trương đến rồi, đang đợi ông ở phòng làm việc. Đỗ Thiên Dã hừ một tiếng, Giang Lạc đã hoàn toàn cảm thấy sự tức giận trên người Đỗ Thiên Dã, trong lòng thầm kêu không ổn rồi, xem ra lần này Trương Dương thật sự gặp xui rồi. Trương Dương rất hiểu Đỗ Thiên Dã, hắn biết rằng mình đã gây phiền hà cho Đỗ Thiên Dã, vì thế gặp được Đỗ Thiên Dã, không đợi Đỗ Thiên Dã mắng, hắn đã chủ động thừa nhận, bí thư Đỗ, tôi đã bị An Đạt Văn chơi xấu. Câu mắng của Đỗ Thiên Dã chưa kịp nói ra đã bị hắn chặn lại, trừng Trương Dương, rồi ngồi xuống ghế, tay phải nắm chặt lại, những khớp ngón tay gõ gõ trên mặt bàn, tôi chẳng muốn nói cậu, cậu đâu có giống một cán bộ nhà nước chứ, như một tên đầu đường xó chợ vậy, hở ra là đánh người được à. Xin cậu trước khi đánh người nhìn rõ đối tượng là ai có được không? An Đạt Văn là Cảng Thương, cái tát này của cậu sẽ gây nên hậu quả gì cậu không biết sao? Lúc này Trương Dương lại vô cùng bình tĩnh, hắn ngồi vắt chân trên ghế sofa. Đỗ Thiên Dã thấy dáng ngồi của tên này, trong lòng rất khó chịu, mắng, ai đã cho cậu ngồi rồi? Trương Dương nói, tôi không hối hận, dù là An Đạt Văn cố tình bày ra trò này để tôi cắn câu, thì tôi cũng không hối hận. Tất cả hậu quả tôi sẽ chịu hết, dám đánh người thì phải dám thừa nhận. Đỗ Thiên Dã chọc ghẹo, được lắm, thật là một anh hùng. Cậu tưởng rằng cậu lợi hại lắm, bảo vệ được An Ngữ Thần, đánh Cảng Thương, có phải cảm thấy như vậy sẽ làm cho tổ quốc này tốt đẹp hơn không? Trương Dương nói, không có điều đó, An Đạt Văn cũng là người Trung Quốc. Đỗ Thiên Dã nói, khốn kiếp, cậu không hề ý thức được mình đã gây ra phiền phức lớn. Trương Dương nói, tôi không phải là thằng ngốc. Tôi đã nhìn thấu tình hình, thật ra từ khi An Đạt Văn nói những lời đó với An Ngữ Thần tôi đã muốn đánh hắn ta rồi, nhưng tôi hơi do dự, dù sao thì tôi cũng là chủ nhiệm phòng chiêu thương Giang Thành, tôi là hình tượng đại diện cho thành phố Giang Thành, nếu tôi đánh anh ta thì không phải là một sự việc bình thường, có lẽ sẽ có ý nghĩa về mặt chính trị nữa. Biết vậy rồi mà cậu vẫn cứ làm sao? Tôi không cho phép hắn ta lăng mạ An Ngữ Thần, trước khi An Lão mất ông đã giao An Ngữ Thần cho tôi chăm sóc. Tôi không muốn để bất cứ một ai ức hiếp cô ấy, khi đánh An Đạt Văn tôi cũng đã nghĩ rất rõ ràng, dù là bị khai trừ khỏi cương vị công tác, tôi cũng đánh hắn ta, tôi không giúp cô ấy thì ai sẽ giúp cô ấy cơ chứ? Lúc đó, nếu tôi không red eye, thì tôi sẽ không nhìn được mặt An Lão, cũng không tốt với An Ngữ Thần. Đỗ Thiên Dã nhìn Trương Dương nói, ôi chà, thật là không nhận ra, cậu thật sự là một chính nhân quân tử xem trọng nghĩa khí mà. Ngữ điệu của ông ta hơi mềm mại hơn một chút. Trương Dương nói, từ trước đến nay tôi chưa từng tự cho rằng mình là một người quân tử, nhưng tôi sống có nguyên tắc của mình, có thể ông sẽ cho rằng tôi ngu ngốc, tôi cũng biết rằng sự quan trọng của việc giữ bình tĩnh, nhưng nếu như tôi không làm gì cả, thì tôi không phải là Trương Dương, tôi vẫn muốn phải đòi lại công bằng cho An Ngữ Thần. Đỗ Thiên Dã nói, cậu thật là biết chọn thời gian và địa điểm đấy, trước mặt nhiều lãnh đạo như vậy, trước mặt nhiều phóng viên như vậy, mà cậu lại tát người ta như vậy, cả cái Giang Thành này có ai mà không biết nữa. Ngay cả trên TV cũng đã có tin tức về chuyện này rồi. Được đấy, cậu thật là biết chuyển dịch sự chú ý của mọi người, giờ đây chẳng ai nói đến chuyện cậu có bệnh nữa rồi. Trương Dương nói, không ngờ cái chiêu chuyển sự chú ý này thật là có tác dụng. Tôi nói này, tiểu tử nhà cậu hồ đồ thật hay hồ đồ giả thế? Trương Dương nói, có một vài chuyện tôi không hồ đồ, đài truyền hình Giang Thành dám phát chuyện này lên, người ta không chỉ không nể mặt tôi. Mà còn một số người muốn thông qua chuyện này khiêu khích quyền uy của bí thư Đỗ. Đỗ Thiên Dã tức giận đáp, cậu còn biết cơ à, biết vậy sao vẫn làm. Trương Dương nói, bí thư Đỗ cảm thấy mâu thuẫn cứ lởn vởn xung quanh mình tốt hơn hay là lộ ra tốt hơn. Đỗ Thiên Dã không để ý đến hắn, đột nhiên cảm thấy chuyện này bị lộ ra cũng không phải là chuyện gì xấu. Từ cách làm việc của đám người Triệu Dương Lâm gần đây cho thấy, họ rõ ràng là có người chống lưng cho. Thông qua việc này của Trương Dương muốn kích động mâu thuẫn, trước khi thực lực của đám người này chưa kịp hùng hậu, dập tắt đám lửa của họ trước. Đây là sự chuẩn bị trước khi đánh trận. Trương Dương nói, nếu không phải là do tôi gây nên chuyện này, thì ông cũng không biết Dương Khánh Sinh đang làm bừa đằng sau lưng ông đúng không? Thông qua việc này của tôi, ông có thể nhìn rõ rất nhiều người và sự việc, đây cũng không phải là chuyện gì xấu chứ. Đỗ Thiên Dã nói, theo như cậu nói vậy, thì tôi còn phải cảm ơn cậu. Cậu rõ ràng làm cho tôi gặp phiền phức mà giờ tôi lại phải cung phụng cậu như đấng cứu thế ư. Trương Dương mỉm cười đáp, cái đó thì không cần đâu,
có điều sự việc lần này thật sự không tốt đẹp gì, mục đích của An Đạt Văn là đẩy An Ngữ Thần ra ngoài, đám người trong thành phố nhân cơ hội này muốn làm mưa làm gió, mỗi người có một mục đích riêng, mỗi người có một toan tính riêng, nhưng điểm chung của họ đều là muốn tôi gặp phải đen đủi. Đỗ Thiên Dã lắc đầu nói, thật là nhìn thông ra, cậu là một người thông thái như vậy, cậu nói xem, giờ đến thế này rồi nên làm thế nào đây? Trương Dương nói, đơn giản mà, người là do tôi đánh, đương nhiên tôi phải đứng ra chịu trách nhiệm cho chuyện này, An Đạt Văn định nhắm vào tôi đã dám đánh hắn ta, thì dám chấp nhận hậu quả. Còn về đám hề muốn lợi dụng cơ hội này để nhảy ra, dụng ý của họ, ông còn rõ hơn tôi, phải làm thế nào, có lẽ ông nên biết. Đỗ Thiên Dã nói, tôi thật sự không hiểu, đã có thể nhìn thấu sự việc, thì tại sao phải sử dụng biện pháp cực đoan này, nhất định phải làm cho mình không còn đường lui mới được. Trương Dương nói, giả dụ ông bị người khác ức hiếp, mà tôi vẫn đứng một bên nhìn, không có hành động gì hết, đến khi sự việc xong rồi mới ra đòi công bằng cho ông, trong lòng ông lúc đó có cảm thấy thoải mái hay không? Đỗ Thiên Dã hơi ngớ người, đại sự nhất định phải có sự nhẫn nhịn, nếu như cậu làm như vậy, thì tôi nhất định sẽ hiểu. Trương Dương nói, bởi vì ông là người có tuổi, nhưng An Ngữ Thần lại là một cô gái nhỏ, là một cô gái mồ côi không nơi nương tựa, tôi không chịu nổi. Tôi phải nhảy ra, dù là biết hậu quả chuyện này, dù là biết An Đạt Văn đang giăng bẫy chờ mình nhảy vào, nhưng tôi vẫn không nuốt được cục tức đó, hiểu cũng phải đánh. Đỗ Thiên Dã nói, cô ấy thật sự là đồ đệ nữ của cậu sao? Sao thế? Sao tôi cứ có cảm giác quan hệ của hai người có gì đó bất bình thường? Trương Dương nói, tôi nói này Bí Thư Đỗ, ông không thể làm xấu tình cảm sư đồ trong sáng của chúng tôi. Trên gương mặt Đỗ Thiên Dã nở một nụ cười, cậu đừng có vờ vịt với tôi, việc này không nhỏ đâu, chủ nhiệm phòng chiêu thương đánh người đầu tư, có thể lên thời sự cả nước rồi đấy. Trương Dương gật đầu nói, tôi hiểu, bên bộ tuyên truyền trên tỉnh ủy tôi đã liên hệ rồi, tôi có thể bảo đảm, trên tỉnh không biết chuyện này. Đỗ Thiên Dã nói, không thể coi thường được. Bên An Đạt Văn cậu nên cúi đầu thì vẫn cứ phải cúi đầu, dù sao thì quan hệ giữa cậu và An Đạt Văn từ trước đến nay đều rất tốt, nếu như anh ta không truy cứu trách nhiệm của cậu nữa thì việc này sẽ dễ dàng thôi. Trương Dương nói, chỉ là một thằng nhóc con hôi sữa mẹ thôi, tôi sẽ cúi đầu trước mặt nó. Ông đừng lo nữa, cùng lắm thì tôi không làm cái chức chủ nhiệm phòng chiêu thương nữa, sĩ có thể giết nhưng không thể chịu nhục. Trong lòng Đỗ Thiên Dã thầm cảm thán, Trương Dương nói thật nhẹ nhàng. Nhưng cái cửa này chưa chắc đã dễ qua, lần này nếu làm không tốt thì sĩ đồ của tiểu tử này sẽ tiêu tan ngay. Đỗ Thiên Dã nghĩ rằng giờ đây ông vẫn còn có thể bảo vệ Trương Dương. Ông nhắc nhở Trương Dương, tốt nhất là cậu có chuẩn bị tư tưởng trước đi, lần này nhất định phải phạt cậu rồi. Triệu Dương Lâm có một câu nói hoàn toàn đúng, khó quản lý nhất là dư luận. Mặc dù Trương Dương đã nói chuyện với bên bộ tuyên truyền tỉnh ủy, mặc dù Đỗ Thiên Dã đã đập bàn tức giận, mắng té tát vào mặt bộ trưởng tuyên truyền thị ủy Giang Thành. Nhưng vẫn không thể khống chế chuyện này, việc chủ nhiệm phòng chiêu thương đánh cảng thương thật sự là một tin tức rất nóng hổi. Sáng ngày hôm sau, phóng viên Hoa Hạ thời không của Đài Trung ương đã đến Giang Thành, lần này người ta đến để trực tiếp điều tra vụ việc này. Người phóng viên muốn phỏng vấn nhất đó là Trương Dương, nhưng Trương Dương lần này lại mất dấu một cách thần kỳ, đến phòng chiêu thương không tìm thấy người, gọi điện thoại cho hắn thì tắt máy. Thế là họ lại đi phỏng vấn người bị hại An Đạt Văn, bên An Đạt Văn cũng ngạc nhiên. Việc này tại sao chỉ trong vòng một đêm mà đã kinh động đến cả Đài Trung ương, mặc dù sự việc là do y gây nên, nhưng y chưa từng nghĩ sức ảnh hưởng của nó lại lớn đến thế. Phóng viên phụ trách lần phỏng vấn này là phóng viên chuyên môn của thời không Mã Thường Thanh, điều trùng hợp là, ông và Đỗ Thiên Dã lại còn là bạn học phổ thông, giờ đây Đỗ Thiên Dã đã là bí thư thị ủy thành phố Giang Thành, Mã Thường Xuân mới ngoi lên được cái chức phó chủ nhiệm chuyên mục mới của truyền hình Trung ương, cấp trên rất để ý đến tin tức này. Vì thế ông ta đích thân dẫn đoàn đến phỏng vấn, khi họ đề ra việc phỏng vấn bí thư thị ủy, đã bị từ chối. Mã Thường Xuân lúc này mới mò mẫm đến mối quan hệ bạn học cũ, Đỗ Thiên Dã nghe nói là ông ta mới đồng ý gặp mặt. Có điều có một điều kiện, không được phỏng vấn, chỉ có thể là một cuộc viếng thăm mang danh nghĩa cá nhân. Mã Thường Thanh bước vào phòng làm việc của Đỗ Thiên Dã, một người thanh niên đi đến, cười nói, ông là phóng viên Mã phải không? Mã Thường Thanh gật đầu. Đối phương bắt tay ông ta nói, tôi là thư ký của bí thư Đỗ, Giang Lạc, điều kiện của bí thư Đỗ ông biết rồi chứ. Mã Thường Thanh nói, tôi biết rồi, biết rồi. Biết rồi thì tốt quá. Giang Lạc khám khắp người Mã Thường Thanh, Mã Thường Thanh ngay lập tức hiểu ý anh ta, cười đau khổ nói, khám người à, có cần thiết phải thế không?
Sau khi Giang Lạc xác nhận trên người ông ta không có bất cứ thiết bị nào, lúc này mới vỗ vỗ vai ông ta nói, xin lỗi, chúng tôi chỉ là cẩn thận thôi. Anh ta đưa Mã Thường Thanh vào bên trong. Đỗ Thiên Giã cười ra đón, hai tay bắt tay Mã Thường Thanh rất nhiệt tình, bạn học cũ à, tôi tưởng à ai kìa. Hóa ra là anh đến đây tìm tôi. Hoan nghênh, hoan nghênh. Quan hệ của Mã Thường Thanh và ông ta rất tốt, Mã Thường Thanh hơi tức giận nói, Đỗ Thiên Giã à Đỗ Thiên Giã, anh làm đến cái chức bí thư thị ủy này quả nhiên không giống với trước kia nữa rồi, làm quan to rồi nên cũng phải ra dáng, muốn gặp anh còn phải khám người, dù là đi gặp chủ tịch nước cũng không cần thiết phải vậy mà. Đỗ Thiên Giã biết rằng Mã Thường Thanh hơi có chút văn nhân, vỗ vỗ vai ông ta, rồi cố ý trừng mắt với Giang Lạc nói, Tiểu Giang, cậu làm gì thế hả? Sao lại mất lịch sự vậy chứ? Đây là bạn học cũ của tôi, đừng coi ông ấy như phóng viên. Ông ấy không giống với những phóng viên khác, người ta rất trung thực, đạo đức cao lắm. Giang Lạc vừa xin lỗi vừa ra ngoài. Thật ra việc khám người là do Đỗ Thiên Giã dặn dò, Đỗ Thiên Giã rất biết những thủ đoạn của đám phóng viên, dù là bạn học cũ cũng không thể xem thường được. Mã Thường Thanh đương nhiên hiểu rằng Đỗ Thiên Giã đang làm bộ, thở dài nói, anh đừng đi lòng vòng để mắng tôi, phóng viên chúng tôi có gì không trung thực chứ? Đạo đức có gì không tốt nào? Đỗ Thiên Giã cười nói, giờ đây đang thịnh hành một câu nói, phòng lửa phòng cướp phòng phóng viên, anh nói xem phóng viên các anh tốt đến đâu cơ chứ? Ông ta cười hà hà mời Mã Thường Thanh ngồi xuống ghế, đích thân rót trà đưa cho Mã Thường Thanh. Mã Thường Thanh nói, có thể để bí thư thị ủy rót trà cho tôi thật sự là một điều vinh hạnh. Đỗ Thiên Giã nói, tôi là bí thư, anh là người tự lập tự cường, còn lớn hơn cả tôi. Mã Thường Thanh không nhịn được cười nói, anh không phòng tôi như phòng giặc là được rồi. Đỗ Thiên Giã nói, bạn cũ à, chúng ta nói lời không hay trước nhé, anh đến Giang Thành của tôi thăm thú cảnh đẹp, tôi rất hoan nghênh. Nhưng nếu như anh đến Giang Thành để thăm dò tin tức, thì đừng trách tôi dở mặt nhé. Mã Thường Thanh nói, ôi chà, đã bắt đầu uy hiếp tôi rồi cơ đấy, tôi đã dám đến Giang Thành này, mà tôi còn sợ anh uy hiếp tôi à? Đỗ Thiên Giã nói, anh là phó chủ nhiệm phòng biên tập thời sự, việc này coi như anh nể mặt tôi, đừng truy cứu nữa. Mã Thường Thanh thở dài nói, Thiên Giã, chúng ta là bạn học bao nhiêu năm nay, anh cũng đừng gây khó dễ cho tôi. Tôi cũng không muốn làm khó anh. Việc này chính là trong nội bộ Giang Thành của các anh đồn ra ngoài, tôi nói thật với anh, cả ảnh, ghi âm, ghi hình của việc anh chủ nhiệm phòng chiêu thương các anh đánh người thương nhân đó đều nằm trong tay chúng tôi cả. Chúng tôi đến đây không phải là để lấy bằng chứng mà chỉ để làm phong phú thêm tư liệu thôi. Việc này là tin tức trọng điểm của chúng tôi, trưởng phòng đã nói rồi, tôi là một người làm theo lệnh, nói trắng ra là chỉ đi thực hiện nhiệm vụ thôi. Đỗ Thiên Giã cắn môi, việc này càng ngày càng không hay rồi. Nếu như việc Trương Dương đánh An Đạt Văn bị dưa lên thời không, thì phạm vi ảnh hưởng của nó sẽ là cả nước, chẳng ai có thể biết được chuyện này sẽ phát triển đến đâu nữa. Mã Thường Thanh nói, cái anh chủ nhiệm phòng chiêu thương của các anh cũng thật là liều đấy, có tìm cả nước cũng không đào đâu được người thứ hai. Đỗ Thiên Giã nói, anh muốn tìm hiểu điều gì? Mã Thường Thanh nói, chúng tôi đã phỏng vấn một vài quần chúng và cả An Đạt Văn nữa, trước mắt vẫn chưa tìm thấy người gây chuyện. Đỗ Thiên Giã, tôi đến đây tìm anh không phải là vì chuyện gì khác, tôi chỉ có ý tốt, tôi muốn anh có thái độ trên tin tức, nhân cơ hội này gột sạch quan hệ đi, đừng để dư luận gây cho anh ảnh hưởng gì không tốt. Câu này của Mã Thường Thanh là thật, ông ta không muốn bạn học cũ cũng bị kéo vào chuyện này. Việc này rất thường gặp, chỉ cần Đỗ Thiên Giã nói một câu với phóng viên, tỏ rõ thái độ trừng phạt nghiêm khắc người gây chuyện, thì sẽ gột sạch được quan hệ, Mã Thường Thanh cũng là vì ý tốt đó. Đỗ Thiên Giã nói, anh nói như vậy có nghĩa là nhất định phải đưa tin này lên rồi. Mã Thường Thanh gật đầu. Đỗ Thiên Giã nói, chân tướng thật sự của sự việc không phải vậy. Vậy thì là thế nào? Anh cho tôi một lời giải thích hợp lý. Đỗ Thiên Giã nói, tôi đang điều tra, trước khi tình hình sáng tỏ, tôi hy vọng các anh đừng đưa lên đài báo chuyện này, nếu không thì tôi nhất định sẽ truy cứu trách nhiệm đương sự. Mã Thường Thanh nói, anh lại uy hiếp tôi. Đỗ Thiên Giã nói, nếu như anh cảm thấy giữa chúng ta vẫn còn chút tình cảm bạn học, thì hy vọng anh giúp tôi chuyện này, cố kéo dài được đến đâu thì kéo. Mã Thường Thanh hiểu được ý ông ta, nói nhỏ, ở Kinh Thành anh có nhiều quan hệ như vậy, hãy vận dụng nó, tôi chỉ là một người thực hành lệnh thôi, chỉ cần bên trên nói một câu, là làm được hết. Sau khi Mã Thường Thanh rời đi, Đỗ Thiên Giã gọi Giang Lạc vào. Giang Lạc nói, Bí thư Đỗ, ông yên tâm, tôi đã khám rất kỹ rồi. Trên người ông ấy không mang thiết bị ghi âm nào cả.
Đỗ Thiên Dã trừng mắt với anh ta nói, lần sau cậu làm cho kín đáo một chút. Giang Lạc đỏ mặt cúi đầu xuống. Đỗ Thiên Dã lại nói, cậu đến chỗ phó thị trưởng Tiêu đi, bảo ông ấy ra mặt, chiêu đãi cho tốt đám phóng viên này. Giang Lạc ngớ người, gì ạ? Đỗ Thiên Dã nói, nhớ lấy, cần phải dùng nghi thức cao nhất để tiếp đãi họ, để cho họ ăn ngon ở sướng, tóm lại là nhớ cho tôi, cố gắng giữ họ lại càng lâu càng tốt, những việc này phó thị trưởng Tiêu rất biết làm, cậu đi nói với ông ta sẽ hiểu. Giang Lạc vội vàng đi. Đỗ Thiên Dã gọi điện cho Trương Dương, quả nhiên là tắt máy, Đỗ Thiên Dã cắn răng nói, tên khốn này, làm cái trò gì cơ chứ? Chẳng lẽ định trốn biệt tăm biệt tích sao? Ông ta nghĩ một lúc, việc Trung ương cử người đến nhất định phải giải quyết ngay lập tức, nếu như muộn rồi, thì không làm thế nào để khống chế được nữa. Sau khi suy nghĩ cẩn trọng, Đỗ Thiên Dã gọi điện cho La Tuệ Ninh, Đỗ Thiên Dã rất hiểu về tình hình của Trương Dương, tên này không bao giờ mở miệng cầu cứu người khác, cứ để mình nói chuyện với La Tuệ Ninh có lẽ tốt hơn. La Tuệ Ninh nghe nói sự việc này rất ngạc nhiên, bà ngạc nhiên không phải là vì Trương Dương đánh người, mà là vì việc tin tức thời không cũng tham dự vào chuyện này. La Tuệ Ninh hiểu được mục đích của cuộc gọi của Đỗ Thiên Dã, việc này đã làm cho Đỗ Thiên Dã không làm gì được nữa, ông ta mới bắt buộc phải cầu cứu đến mình. Việc của Trương Dương, La Tuệ Ninh đương nhiên sẽ không đứng ngoài nhìn, bà thầm mắng tiểu tử này làm càn. Đỗ Thiên Dã nói, cô La, trước mắt mấy phóng viên của Trung ương đang ở Giang Thành, tôi cố gắng giữ chân họ đã, người dẫn đội là bạn học cũ của tôi, nghe ông ấy nói, lần này là cấp trên nói xuống, phải làm tin này, vì thế nên... La Tuệ Ninh nói, anh yên tâm đi, không sao. Mặc dù câu của bà ấy không nhiều, nhưng sau khi Đỗ Thiên Dã nghe xong, trong lòng cảm thấy rất chắc chắn, La Tuệ Ninh nói không sao chắc chắn sẽ không sao. La Tuệ Ninh dừng một lúc rồi lại nói, Thiên Dã, anh định xử lý Trương Dương thế nào? Bà rất rõ sự việc này, lần này Trương Dương đã gây ra một phiền phức lớn. Đỗ Thiên Dã nói, nhất định phải xử lý, giờ đây phải xem thái độ của cảng thương kia nữa. Việc này không giữ được đâu, tôi nghĩ có lẽ tỉnh đã biết rồi. La Tuệ Ninh nói, Tống Hoài Minh nói thế nào? Đỗ Thiên Dã nói, tôi không biết. La Tuệ Ninh nói, Thiên Dã, gặp phải chuyện mình không giải quyết được, nên xin thỉnh giáo từ tiền bối, dù là tiền bối không có khả năng giúp anh giải quyết, thì cũng có kinh nghiệm, biết phải làm thế nào. Đỗ Thiên Dã yên lặng, ý của La Tuệ Ninh ông ta hiểu. Nhưng từ khi giữa ông ta và Văn Linh xảy ra chuyện đó, ông và Văn Gia đã có khoảng cách. Quan hệ của họ không thể nào như trước kia được nữa. La Tuệ Ninh nói, Trương Dương là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, con rể phạm lỗi, ông ta nên biết. La Tuệ Ninh cụp máy, Văn Quốc Quyền đang nhâm nhi trà bên cạnh quay lại nói, Trương Dương gây chuyện rồi à? La Tuệ Ninh thở dài nói, đánh một người đầu tư từ Hồng Kông đến. Giờ đây đã có người gửi tất cả tư liệu lên Trung ương rồi, Trung ương đã điều một đoàn phóng viên về, cần phải đưa tin tức này lên đài báo. Đài truyền hình Giang Thành cũng đưa chuyện này ra rồi. Văn Quốc Quyền chau mày, với ông ta chuyện Trương Dương đánh người không phải là chuyện gì to tát, nhưng đánh người ở Giang Thành, mà đài truyền hình Giang Thành lại dám đưa chuyện này lên TV, chứng tỏ rằng trong nội bộ tầng lớp lãnh đạo Giang Thành đang có vấn đề lớn. Từ việc này ông ta nhận ra một chút gì đó bất thường, Đỗ Thiên Dã là bí thư thị ủy của Giang Thành, ngay cả đài truyền hình cũng không khống chế được, là do năng lực của ông ta có vấn đề. Hay là do có người công khai khiêu khích uy quyền của ông ta đây? La Tuệ Ninh nói, thằng bé Trương Dương này thật sự chẳng làm cho người ta yên tâm gì hết, dám gây ra chuyện lớn thế này. Văn Quốc Quyền cười nói, Giang Thành nhỏ này có mấy con ruồi cơ chứ? Không có động tĩnh gì làm sao dụ được lũ ruồi ra. Ông nhấc cốc trà lên, uống cạn. La Tuệ Ninh không hiểu ý của ông ta, Quốc Quyền, ông thấy chuyện này phải làm thế nào? Tôi nói với trưởng phòng Hàn được không? La Tuệ Ninh đang xin ý kiến của chồng, thật ra dù Văn Quốc Quyền có đồng ý hay không, thì nhất định bà cũng phải gọi. Văn Quốc Quyền cười nói, để cho ông ta phát tin này. Khó khăn lắm mới thu thập được từng ấy tư liệu, nếu không phát thì thật là đáng tiếc. Để tôi gọi điện. Chương 322, nhân quả. Khi Đỗ Thiên Dã vì chuyện của Trương Dương chạy đôn chạy đáo, thì Trương Đại Quan lại cùng An Ngữ Thần đưa Tần Hoan đi chèo thuyền ở Hồ Nho Vân, dường như việc này chẳng có liên quan gì đến hắn vậy. Tần Hoan vừa hồi phục sức khỏe, ngồi trên thuyền nghịch nước, cười khanh khách. An Ngữ Thần một tay giữ lấy Tần Hoan, sợ đứa trẻ không cẩn thận rớt xuống hồ. Trương Dương nhắm mắt, đầu dựa vào ghế, môi nở nụ cười, ánh mặt trời chiếu lên gương mặt hắn.
An Ngữ Thần cuối cùng không nhịn nổi nữa nói, nếu còn phơi nắng nữa thì cái mặt của anh có thể chảy cả mỡ ra rồi đấy. Trương Dương cười một tiếng, nhưng vẫn nhắm nghiền hai mắt, thật là thoải mái, gió lộng trăng sáng, mát rượi con người. Trăng sáng cái đầu anh ấy, anh thử mở mắt ra xem nào, giờ là giữa trưa, mặt trời đang ở trên cao kia kìa. Tần Hoan cười ha ha nói, cha à, giờ cha còn không phân biệt được đêm với ngày nữa rồi. Trương Dương ngồi thẳng dậy, mở hai con mắt, ánh mặt trời sáng chói chiếu vào mắt làm cho hắn nheo lại, có biết cái gì gọi là không làm quan người nhẹ nhõm không? Đây là cảm giác lúc này của tôi. An Ngữ Thần nhìn Trương Dương, cô đương nhiên biết được áp lực mà giờ Trương Dương phải chịu, và tất cả điều này đều do mình gây ra, cô cắn cắn môi, lộ ra một nụ cười hiền dịu, trong thành phố chẳng xử lý anh vẫn là chủ nhiệm phòng chiêu thương. Trương Dương nói, tôi mới nhớ lại, hôm nay tôi trốn làm rồi. Tần Hoan nói, cha à, trốn làm là gì? Trương Dương nói, trốn làm có nghĩa giống như con trốn học vậy. Trốn học không phải là đứa trẻ ngoan, Tần Hoan thật thà nói. An Ngữ Thần cười nói, cha cháu vốn đã không phải là đứa trẻ ngoan. Tần Hoan phản đối, chị à, cha em là người tốt nhất thế giới, là anh hùng lớn đó. An Ngữ Thần ngớ người, này, cháu dựa vào đâu gọi cô là chị thế? Trương Dương nói, tôi bảo nó gọi đấy, cô là đồ đệ của tôi, nó là con trai tôi, không gọi cô là chị thì gọi là gì? An Ngữ Thần nói, không được, tôi không làm chị của nó bé tí thế này. Gọi tôi là chị chẳng phải là tôi lỗ nặng rồi sao? Trương Dương cười nói, không làm chị à? An Ngữ Thần gật đầu. Không làm chị thật. Không làm, kiên quyết không làm. Trương Dương nói, con trai à, về sau gọi là mẹ nuôi. Mẹ nuôi. An Ngữ Thần đỏ bừng mặt, một hồi lâu sau mới như bừng tỉnh đẩy mạnh Trương Dương, sư phụ lưu manh. Trương Đại Quan đang ngồi trên thuyền không đề phòng, bị đẩy xuống nước, làm cho Tần Hoan sợ quá hét lên. Nhưng ngay sau đó lại nhìn thấy Trương Dương ướt lùi lũi bỏ lên, cậu bé lại khanh khách cười, con đã nói rồi mà, cha con lợi hại nhất. An Ngữ Thần ôm Tần Hoan cười không ngớt, nhìn dáng vẻ ướt như chuột lột của Trương Dương, cô đột nhiên nhận ra lúc này đây mình mới là hạnh phúc nhất, niềm vui, sự hạnh phúc của cô hoàn toàn do một người. Vết thâm trên mặt An Đạt Văn vẫn chưa hết, y nhìn An Ngữ Thần đi từ ngoài vào, An Đạt Văn đã biết trước cô sẽ đến, mỉm cười nói, chị đến rồi. An Ngữ Thần đến trước mặt An Đạt Văn, rất bình tĩnh nhìn y, An Văn, rốt cuộc cậu muốn gì? Hai bàn tay An Đạt Văn đan vào nhau, dựa lưng vào chiếc ghế, y là một người đa mưu, dù là về việc ngày hôm qua An Ngữ Thần ngất đi, y cũng đang nghi ngờ. Y nghi ngờ An Ngữ Thần cố ý làm vậy, lợi dụng việc ngất đi để phá vỡ lễ ký hợp đồng, có điều hành động của Trương Dương, làm y đã nắm lấy quyền chủ động. An Đạt Văn không nói gì, nhìn An Ngữ Thần mỉm cười. Nụ cười của y thuần chất như một học sinh cấp 3 vậy, nhưng đằng sau sự đơn thuần đó lại là một trái tim không thể lường được. An Ngữ Thần nói, thôi đi, đừng tiếp tục tra cứu chuyện của Trương Dương nữa, việc đầu tư trong nội địa tôi không quản lý nữa. Toàn bộ sẽ giao cho cậu, cậu muốn làm thế nào, thì làm thế ấy. An Đạt Văn nói, Trương Dương rất quan trọng đối với chị đấy nhỉ. An Ngữ Thần tức giận nói, A Văn, tôi cảnh cáo cậu, tốt nhất đừng làm tổn hại đến Trương Dương. Nếu không tôi sẽ không bỏ qua cho cậu đâu. An Đạt Văn cười ha ha, hắn chỉ vào mặt mình, rồi nói, chị à, tôi đã lớn thế này rồi, từ trước đến giờ chưa từng bị ai đánh vào mặt, mà Trương Dương lại đánh tôi trước mặt nhiều người như thế, lại còn đấm tôi nữa. Rất vui có phải không? An Đạt Văn tôi dễ ức hiếp đến thế à? An Ngữ Thần nói, đánh cũng đã đánh rồi, cậu muốn thế nào? Có bản lĩnh, thì cậu đấu một chọi một với anh ấy xem nào. An Đạt Văn lắc đầu, tôi không đánh được anh ta. Nhưng tôi cũng sẽ không bỏ qua cho anh ta, tôi muốn anh ta thân bại danh liệt. Tôi phải làm cho anh ta đời đời không ngóc đầu lên được. An Ngữ Thần nói, A Văn, từ bao giờ cậu biến thành thế này rồi, không còn một chút tình thân nào hết. Cậu đã quá đỗi lạnh lùng, không biết tình lý gì cả. Trương Dương có ơn với An gia chúng ta, dù là anh ấy có đánh cậu, thì cậu cũng không thể đối xử thế này với anh ấy. An Đạt Văn lạnh lùng nói, có ơn với chị mới đúng. Chị thích anh ta, vì thế chị bảo vệ anh ta bằng bất cứ giá nào, thậm chí có thể hy sinh cả lợi ích gia tộc của chúng ta, chị muốn làm cho anh ta thăng tiến. Cậu im ngay cho tôi. An Ngữ Thần tức giận nói. An Đạt Văn nói, chị không muốn tôi nói, nhưng tất cả đều là sự thật. Sự thật là cậu đã làm trái lại với nguyện vọng của ông nội. An Đạt Văn nói,
nguyện vọng của ông nội là mở rộng sự ảnh hưởng của An gia chúng ta, làm cho gia tộc chúng ta lớn mạnh, chị có hiểu không? An Ngữ Thần nói, tôi không hiểu và cũng không muốn hiểu. Tôi đến tìm cậu là vì Trương Dương, nếu như cậu vẫn còn nghĩ đến tình nghĩa chị em của chúng ta, thì tôi hy vọng cậu chỉ làm đến đây thôi, thả cho Trương Dương đi, đừng truy cứu chuyện này nữa. An Đạt Văn nói, muốn tôi tha cho anh ta, thì chỉ bỏ đi quyền quản lý ở nội địa là không đủ đâu. An Ngữ Thần tròn mắt, cô bắt đầu ý thức được người em này của mình đã có chuẩn bị từ lâu, làm một loạt việc thế này, đều là những điều y đã chuẩn bị từ trước. An Ngữ Thần nói, cậu nói xem, rốt cuộc cậu muốn gì? An Đạt Văn kéo ngăn kéo ra, lấy ra tờ giấy chuyển nhượng quyền cổ đông đã chuẩn bị từ trước. Lúc này biểu hiện của y rất bình tĩnh, mục đích cuối cùng của y là lấy hết toàn bộ cổ phần của An Ngữ Thần, như vậy y có thể nắm vững toàn bộ doanh nghiệp gia tộc trong tay, dù là trong tay bác y còn một số cổ phần, nhưng không nhiều, và không ai có thể đọ với y. An Đạt Văn nói, chúng ta là chị em, tôi sẽ không hiếp đáp chị. Tôi cho chị một cái giá công bằng, tôi muốn chi chuyển nhượng tất cả quyền cổ đông của chị cho tôi. An Ngữ Thần lắc đầu, trong lòng cô lạnh như băng, một chút tình thân còn sót lại đã bị An Đạt Văn làm cho vỡ vụn. Cô điềm đạm nói, A Văn, tôi mắc bệnh, tôi không biết mình còn sống được bao lâu nữa. Có lẽ là năm sau, cũng có thể là ngay mai, tôi sẽ từ biệt thế giới này, tiền đối với tôi chẳng có ý nghĩa gì cả. An Đạt Văn không nói gì, đẩy tờ chuyển nhượng lên đằng trước. An Ngữ Thần nói, thật ra tôi đã ký một bức di chúc với luật sư rồi, nếu như tôi chết đi, thì toàn bộ cổ phần của Thế Kỷ An Thái sẽ thuộc về cậu. An Đạt Văn ngớ người. An Ngữ Thần cầm bút, nhìn tờ hợp đồng đó, cô nở một nụ cười đầy khích bác, 500 triệu hương tệ, A Văn, cậu thật là rộng lượng, cổ quyền của gia tộc chúng ta đã trở nên mất giá như thế này từ bao giờ? Nếu như là giá thị trường thì 500 triệu không là vấn đề gì chứ? An Đạt Văn nói, tôi phải suy nghĩ đến rất nhiều nhân tố khác. An Ngữ Thần thở dài rồi nói, A Văn, cậu thật sự rất thông minh, tính toán đến cùng, mục đích chỉ là muốn đập tôi ra khỏi công ty, tôi không hiểu về chuyện làm ăn, không hiểu một chút nào cả, cậu muốn lấy quyền cổ đông như thế, thì nói với tôi một câu là được rồi, hà tất gì phải lòng vòng thế này, làm ra nhiều chuyện như vậy làm chi. An Đạt Văn nhìn An Ngữ Thần cầm lấy bút, tim đập thình thịch, chỉ cần An Ngữ Thần ký tên của cô vào, thì có nghĩa là quyền cổ đông 50% này đã hoàn toàn nằm trong túi hắn. An Đạt Văn tái mặt, y không thể ngờ được rằng Trương Dương lại đưa cha hắn đến Giang Thành. Y thấp giọng nói, cha. An Ngữ Thần ký tên không chút do dự gì, nhưng cánh cửa phòng đột nhiên bị đẩy mạnh ra. An Đức Huyên vẫn mặc bộ áo gió màu đen, trên đầu đã đầy tóc bạc, đeo kính râm, trên mặt rất nghiêm nghị, giống như một bức tượng vậy. An Ngữ Thần và An Đạt Văn đều ngớ người. Không ai ngờ được tại sao An Đức Huyên lại xuất hiện đột ngột ở đây. Nhưng khi họ nhìn thấy Trương Dương đang cười hỉ hả bên cạnh An Đức Huyên, ngay lập tức hiểu rằng, nhất định Trương Dương đã nói chuyện này với An Đức Huyên mới từ Đài Loan đến đây. Trương Dương không phải không nghĩ đến hậu quả, muốn xử lý An Đạt Văn thì phải lấy cha của y ra, Trương Dương đoán rằng những việc An Đạt Văn làm, An Đức Huyên chưa chắc đã biết, vì thế Trương Dương không nói cho An Ngữ Thần mà thông báo việc này với An Đức Huyên. Ấn tượng của An Đức Huyên với hắn ta mặc dù là một người trong giang hồ, nhưng người này rất biết tín nghĩa, ân oán phân minh, từ việc ông ta không ngại sống chết quay về Hồng Kông báo thù cho cha, đã có thể thấy rằng quan niệm gia tộc của người đó rất sâu sắc, có lẽ không để cho con trai làm bậy. An Đạt Văn tái mặt, y không thể ngờ được rằng Trương Dương lại đưa cha hắn đến Giang Thành. Y thấp giọng nói, cha. An Ngữ Thần gọi một tiếng tứ thúc, An Đức Huyên ừ một tiếng, ông giơ tay lấy tờ hợp đồng lại. Sau khi xem xong, gật đầu, rất bình tĩnh nói, ngoài cửa có xe, đi theo ta ra ngoài này. Người đi theo ông ấy là An Ngữ Thần và An Đạt Văn, đương nhiên Trương Dương không nằm trong số đó. Trương Dương mỉm cười nhìn họ lên xe, vẫy tay với An Đức Huyên, An tiên sinh, buổi tối tôi tổ chức tiệc đón ông tại Thủy Thượng Nhân Gian. Không cần, An Đức Huyên trả lời lạnh lùng. An Đức Huyên đưa con trai và cháu gái đến Thanh Vân Phong, đến trước mộ cha. Ông nói nghiêm khắc với con trai, quỳ xuống cho ta. An Đạt Văn do dự một lúc, không quỳ xuống ngay, bị An Đức Huyên đá vào đằng sau đầu gối của hắn. An Đạt Văn quỳ thụp xuống mặt đất, đập đầu gối trên nền đất cứng rất đau. An Đức Huyên nắm lấy tóc của An Đạt Văn, bắt y ngước đầu lên, mày nhìn rõ cho ta, đây là ông mày, còn bên kia là cụ mày. Tất cả mọi thứ mày có bây giờ là ai cho? Là họ cho, không có họ thì không có tao, và cũng không có mày, nói với tao. Mày họ gì?
An Đạt Văn không nói gì. An Đức Uyên tức đến độ đánh vào đầu y, trả lời tao. An! Nói to lên! Con họ An! An Đức Uyên gật đầu nói, mày vẫn còn nhớ mày họ An. Xương cốt của ông mày còn chưa giã, mà mày đã muốn đẩy chị mày ra khỏi công ty, mày làm tốt lắm. An Đạt Văn nói, cha, con làm như vậy là vì sự phát triển của công ty trong tương lai, con không có ý gì khác. Con dám ngụy biện, An Đức Uyên tức giận hét lên, ông mày đã từng nói, việc trong đại lục không cần mày nhúng tay vào. Mày làm như thế này có nghĩa là bất hiếu. An Đạt Văn không nói được gì. An Ngữ Thần thở dài rồi nói, tư thúc, thôi đi, A Văn cũng là vì sự phát triển của công ty mà thôi. Cháu vốn không hiểu gì về kinh doanh, những cổ phần trong công ty, cháu cũng không cần nữa. Thứ của cháu là của cháu, ai cũng không được phép lấy đi, và ai cũng không lấy được. An Ngữ Thần điềm đạm, tứ thúc, trước khi mất ông đã từng nói, thế giới này điều gì cũng có thể xem nhẹ, chỉ có tình thân là không thể xem nhẹ được. Lúc đó cháu còn tưởng rằng ông khuyên cháu nên hòa hợp với cha cháu, nhưng giờ đây xem ra, có lẽ ông đã lường trước được sự việc của ngày hôm nay. An Đức Uyên lặng yên nhìn cô cháu gái. An Ngữ Thần nói, vừa nãy cháu đã nói với A Văn, những cổ phần đó không quan trọng đối với cháu, trên thế gian này người đối xử tốt nhất với cháu là ông nội, giờ đây ông đã không còn nữa, không lâu sau cháu cũng sẽ đi gặp ông mà thôi. Vì thế tiền đối với cháu chẳng có chút ý nghĩa gì, nhưng cháu đang nghĩ, chỉ cần cháu còn sống, cháu sẽ hoàn thành ý nguyện của ông nội, ông muốn đầu tư vào mảnh đất quê hương. Ông muốn khai phá Thanh Đài Sơn, nếu như An gia chúng ta rút bỏ không đầu tư nữa, thì bà con lối xóm quê hương không chỉ nói An gia chúng ta, mà còn nói cả ông nội nữa. Ông nội nằm ở đây, cháu nghĩ rằng nếu như ông nghe thấy những lời đàm tiếu của mọi người, nhất định sẽ buồn lắm. An Ngữ Thần nói đến đây, vành mắt cô dần đỏ. An Đạt Văn lúc đó lần đầu tiên cảm thấy trong lòng có chút gì hối hận. An Ngữ Thần nói, quyền cổ đông tôi có thể chuyển nhượng cho cậu. Tôi không cần tiền của cậu, tôi cần việc đầu tư trong nội địa được tiếp tục tiến hành, quảng trường thương nghiệp Nam Lâm tự không thể ngừng lại, số tiền nợ của khai phá Thanh Đài, cậu cũng phải bù vào ngay, tôi nghĩ yêu cầu này của tôi không cao. An Đức Uyên nói, không được, ta không thể để tiểu tử này chiếm đoạt lợi ích của cháu. An Ngữ Thần cười nói, tứ thúc, coi như cháu xin chú. Cháu thật sự không muốn gia đình vì chuyện gia sản mà không vui, An Văn rất giỏi giang, cháu tin rằng cậu ấy có thể làm cho An gia mở mày mở mặt, cậu ấy có khả năng đó. Còn về việc đầu tư trong nội địa, cậu đã không xem trọng, thì chuyển hết lại cho tôi, mấy ngày nữa chúng ta về Hồng Kông, tôi sẽ công bố quyết định này trước công ty, cậu xem có được không? An Đạt Văn không ngờ việc này lại thuận lợi như vậy. Trong lòng y rất vui mừng, nhưng ngoài mặt lại tỏ vẻ ngại ngần, chị, xin lỗi. An Ngữ Thần nói, không cần nói xin lỗi. Nếu muốn nói xin lỗi, thì cậu hãy nói với ông, tôi muốn đi đốt chút hương ở Tử Hà Quan, tôi đi trước đây. An Đức Uyên nhìn bóng người cháu gái, thở dài một tiếng, quay người đá vào mông An Đạt Văn, đứng lên đi. Cha, sao cha lại đến đây? An Đạt Văn thấp giọng nói. An Đức Uyên ngồi trước mộ cha, dùng vạt áo lau đi vết đất trên bia mộ. An Đạt Văn nói, là chỉ con gọi điện cho cha. Hay là Trương Dương gọi cha đến đây? An Đức Uyên lắc đầu, đều không phải vậy. Ông vỗ vỗ vào tấm bia đá bên cạnh nói, là bác của con. Nếu như không phải ông ấy bảo cha đến đây, thì sao ta lại đến được? Trong ánh mắt của ông ta vẫn lạnh lùng. An Đạt Văn nói, cha, con có thể làm được chuyện này. Vì Trương Dương, chị ấy sẽ đưa quyền cổ đông cho con. An Đức Uyên nhắm nghiền hai mắt, ông chậm chậm rút một điếu thuốc ra, hút một cây rồi nói, A Văn. Làm người không thể tuyệt tình như vậy được. An Đạt Văn nhìn gương mặt cha mập mờ qua làn hơi thuốc, không hiểu được ý của câu nói đó là gì. Từng giọt mưa bay bay trong không gian, An Đạt Văn nói, cha, mưa rồi, chúng ta vào đạo quan tránh mưa đi. An Đức Uyên lắc đầu, ta muốn ở đây cùng với ông con một lúc. An Ngữ Thần quỳ rất lâu trước tượng Bồ Tát, Lý Tín Nghĩa nhìn cô, thở dài, mấy ngày nay tiểu nha đầu này đã đến núi Thanh Đài hai lần. Có thể thấy rằng nội bộ An gia xảy ra vấn đề gì lớn lắm, rất có ảnh hưởng đến cô ấy. An Ngữ Thần nói, tứ thúc của tôi đến rồi. Lý Tín Nghĩa cười nói, có phải có chuyện gì rồi không? An Ngữ Thần không trả lời câu hỏi của ông ấy, mà hỏi lại, đạo trưởng, con người ta sau khi chết thật sự có linh hồn sao? Lý Tín Nghĩa nói, có thì sao? Mà không có thì sao? Dù là có linh hồn, nhưng không nhớ được những gì xảy ra trong kiếp trước, thì còn ý nghĩa gì? Nếu như nhớ được những gì trong kiếp trước,
nhưng lại không buông nổi tất cả ràng buộc với kiếp trước, thì chẳng phải đau khổ cả đời hay sao? An Ngữ Thần nói, trước khi ông tôi mất, đã nói gì với đạo trưởng? Lý Tín Nghĩa nói, ông chỉ nói rằng trên thế gian này ông ấy không yên tâm nhất là cô. Vành mắt của An Ngữ Thần chợt đỏ, nước mắt tràn ra chảy xuống hai bên má. Lý Tín Nghĩa nói, con người sống chưa chắc đã vui vẻ. Chết rồi cũng chưa chắc đã khổ đau, sống trên cõi đời này, chỉ cần làm việc hết sức mình, sống hết mình, có thể đối mặt với bản thân mình là đủ rồi. An Ngữ Thần nói, tôi đã từng thử trân trọng từng người bên cạnh mình, nhưng kết quả lại không như tôi mong muốn. Lý Tín Nghĩa cười nói, chỉ cần làm là được, hà tất phải tính toán đến kết quả, những người của An gia đã có ai thật sự quan tâm đến hai chữ kết quả này đâu. Ánh mắt của An Ngữ Thần chợt sáng lên. Lúc này bên ngoài cửa vang lên tiếng cười của An Đức Huyên, đạo trưởng, An gia chúng tôi tại sao lại không quan tâm đến kết quả. Ông bước vào cùng An Đạt Văn, áo hai người đã bị mưa thấm ướt. Lý Tín Nghĩa nói, trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, trồng nhân gì, thì về sau ắt sẽ gặt quả đó. An Đức Huyên cười, sau khi đốt hương, đứng dậy nói, nếu nói như đạo trưởng, thì nhân của An gia nhà chúng tôi trồng xuống không tốt rồi. Lý Tín Nghĩa cười nói, thiện tai, việc thị phi ai nói cho rõ được, trong mắt nhiều người, ông của anh có thể là người xấu, nhưng trong mắt người nhà lại là người tốt, ông ấy chém giết ở ngoài, nhưng đối với người nhà, ông đã trồng nhân thiện, dù là người trong thiên hạ đều trách cứ ông ấy, thì An gia các người cũng không được phép. Trước đó cha anh cũng đã từng ở trong băng đảng xã hội đen Hồng Kông, tạo biết bao nghiệp chướng mạng người, nhưng sau này ông ấy đã hoàn toàn thay đổi, bước chân lên con đường chính trực, những năm cuối đời đã đầu tư vào quê nhà tạo phúc cho quê hương, ông ấy đã trồng nhân thiện cho quê hương, trong lòng những người dân quê ấy nhất định giành được quả thiện. An Đức Huyên cười ha ha, câu này của Lý Tín Nghĩa làm cho ông ta nhớ đến bản thân mình, khi còn trẻ, ông ta đã rời khỏi Đài Loan, tạo lập băng đảng của mình, chém giết không biết bao nhiêu người. Theo cách nói của đạo trưởng, ông đã trồng không biết bao nhiêu nhân ác. An Đức Huyên nói, thế thì tôi thấy không để ý đến kết quả là hơn. Lý Tín Nghĩa nói, đừng nghĩ là một việc ác nhỏ mà có thể bỏ qua. Đừng nghĩ chỉ một việc thiện nhỏ mà có thể không tính. Làm việc ác nhiều tất nhiên sẽ không muốn làm việc thiện nữa. Hai con mắt An Đức Huyên nheo lại, một luồng sát khí vô hình trỗi dậy, An Đạt Văn tức giận nói, lão đạo sĩ, ông đang nói linh tinh gì vậy? An Đức Huyên nói, A Văn, ta và đạo trưởng nói chuyện, sao con lại được phép chen vào, cút ra ngoài mau. An Đạt Văn tức giận rời khỏi đại điện. An Đức Huyên xin lỗi, đạo trưởng, con trai tôi vô lễ, mong đạo trưởng thứ lỗi. Lý Tín Nghĩa mỉm cười, trong mắt anh ta không có tôi. Trong mắt tôi không có anh ta. Rồi ông chỉ bên ngoài cửa nói, mưa tạnh rồi. An Đức Huyên nghe người ta đã có ý mời khách, tự nhiên cũng biết đường rút lui. An Ngữ Thần cùng đi với ông ấy, đi ra ngoài Tử Hà qua, Lý Tín Nghĩa đuổi theo từ phía sau, đưa cho An Ngữ Thần một tấm bùa hộ thân tự tay khắc, còn một cuốn kinh văn nữa, mỉm cười nói, mang về xem đi. An Ngữ Thần cung kính, cảm ơn đạo trưởng. Trong lòng An Đức Huyên tự nhủ, xem ra những người có thể làm cho đạo trưởng coi trọng trong An gia chỉ có cha và cháu gái của ông. Đỗ Thiên Dã đã xin ý kiến của Tống Hoài Minh về chuyện của Trương Dương. Tống Hoài Minh trả lời ông ta bằng bốn chữ, xử phạt công minh. Đỗ Thiên Dã hiểu điều đó, xử phạt công minh chứ không phải là xử lý công minh, ảnh hưởng của chuyện này quá lớn, Tống Hoài Minh cũng muốn xử phạt Trương Dương. Còn về việc xử phạt thế nào, thì việc này cần phải do Đỗ Thiên Dã suy xét thấu đáo. Ông ấy vẫn nên đến cuộc họp thường ủy để thảo luận một chút. Thị trưởng Tả Viên Triều cũng đã đi khảo sát về. Tất cả các thành viên của thường ủy đều đã có mặt đầy đủ. Cuối cuộc họp thường ủy, Đỗ Thiên Dã lại lôi chuyện Trương Dương đánh An Đạt Văn ra, mục đích của ông ta rất rõ ràng, chẳng phải có vài người muốn nhảy sao. Tôi cho các người thêm một cơ hội nhảy nữa. Đỗ Thiên Dã nói, tiếp sau đây, chúng ta sẽ bàn luận về vấn đề của đồng chí Trương Dương, quá trình cụ thể của sự việc, tôi nghĩ mọi người cũng đã biết rõ rồi, dù là chúng ta có tình nguyện hay không, sự việc cũng đã xảy ra. Với chúng ta, nhận thức được lỗi lầm và sửa lỗi lầm đó mới là vấn đề quan trọng nhất. Có điều việc này tạo thành ảnh hưởng rất xấy, chúng ta không thể nào cứ nghe ngóng mãi được, nhất định phải đưa ra ý kiến xử lý cụ thể. Chủ tịch chính hiệp Mã Ích Dân muốn nói, nhưng Đỗ Thiên Dã không cho ông ta cơ hội này, quay sang Tả Viên Triều, thị trưởng Tả, cuộc họp thường vụ lần trước anh không tham gia. Chúng tôi muốn nghe ý kiến của anh trước tiên. Tả Viên Triều cười, ông đương nhiên hiểu ý của Đỗ Thiên Dã, quan hệ của Đỗ Thiên Dã và Trương Dương ai cũng biết, sự việc lần này,
Đỗ Thiên Dã nhất định muốn bảo vệ hắn, có điều Trương Dương đánh Tư Thương, việc này thật sự ảnh hưởng quá xấu, nếu như không có biện pháp trừng trị, thì nhất định sẽ bị người ta nắm vào điểm đó. Đỗ Thiên Dã bảo ông ta nói lên ý kiến, cũng là muốn ông ấy tỏ rõ thái độ cho những thường ủy khác xem. Tả Viên Triều đã có sự phân tích chính xác với việc này, khi nói ông ta cũng để thừa ra nhiều điểm, thật sự khó có thể nói chuyện này. Tôi cũng mới nghe được chuyện này không lâu, tôi cũng rất buồn vì việc này, nếu nói từ căn bản, thì đây là vấn đề nhận thức. Tất cả thường ủy đều nhìn Tả Viên Triều, không rõ rằng vị thị trưởng này đang nói cái gì, vấn đề nhận thức. Ý gì chứ? Tả Viên Triều nói, nguyên nhân của việc này chúng ta không biết, Thế Kỷ An Thái muốn rút khỏi đầu tư ở núi Thanh Đài. Chưa nói đến chuyện hợp đồng lúc đầu, giờ đây lại muốn rút vốn đầu tư ra khỏi quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự, ngang nhiên bày ra vở kịch chuyển nhượng, Trương Dương là chủ nhiệm phòng chiêu thương, trong lòng khó chịu là điều khó tránh. Nói thật, trong lòng tôi cũng rất khó chịu, việc này giống như tôi đặt một bàn cơm ở một khách sạn, tôi đã chuẩn bị cơm canh cho anh rồi, anh đột nhiên nói không đến nữa, hơn nữa lại còn không bồi thường tổn thất cho tôi, nếu đổi thành bất cứ ai cũng không thoải mái cho được. Thái độ của Tả Viên Triều rất rõ ràng rồi, người ta đang bảo vệ Trương Dương, hơn nữa không phải là bảo vệ ở mức bình thường. Phó thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ nói, nhưng không chỉ là việc đặt cơm, giờ đây là cơm đã làm xong rồi, anh ta ăn được mấy miếng, sau đó lại phủi đít muốn đi, anh ta chỉ muốn ăn không bữa cơm đó của anh. Tả Viên Triều cười nói, nếu thật sự là quán cơm, vậy thì hành động này, nhất định sẽ làm người ta không thể tha thứ được. Chúng ta phải trừng trị những kẻ ăn không? Chủ nhiệm nhân đại Triệu Dương Lâm cười lạnh lùng nói, câu trừng trị ăn không thật hay biết mấy, nói như vậy, hành động Trương Dương đánh người đầu tư, chúng ta không những không nên phê bình, mà lại còn đáng cổ vũ rồi. Tả Viên Triều cười nói, Giang Thành chúng ta không phải là quán cơm, chúng ta muốn chiêu thương, thì chúng ta phải nhìn rộng nhìn xa, chúng ta phải có tinh thần thép, biết rõ rằng người ta không tử tế, chúng ta cũng phải cao thượng, không thể vì một chuyện nhỏ mà làm những thương nhân khác sợ, vì vậy nhận thức Trương Dương có vấn đề, anh ta chỉ nhìn thấy việc Giang Thành chúng ta bị thiệt thòi, anh ta muốn đòi lẽ phải cho Giang Thành chúng ta, anh ta không nghĩ đến có nhiều khi, bị thiệt lại chính là được lợi. Triệu Dương Lâm và Mã Ích Dân quay sang nhìn nhau, trong lòng hai người đều có một cảm giác như nhau, ông Tả Viên Triều này gần đây bản lĩnh chính trị lớn hơn rất nhiều, từ những ngôn từ của ông ta có thể thấy rằng, thông qua việc tranh chấp giữa ông ta và Lý Trường Vũ, giờ đây Tả Viên Triều đã giành được sự đột phá về mặt tư duy chính trị, sự đột phá này là sự tăng lên về chất, tầm nhìn của ông ta đã làm cho những người cùng làm chính trị khác mãi chạy theo đằng sau rồi. Tả Viên Triều nói, vì thế tôi thấy, dù lần này điểm xuất phát của Trương Dương là gì, những ảnh hưởng bên lề anh ta tạo ra cũng rất lớn, nhiệt huyết đáng được khẳng định. Còn sự bồng bột phải bị trừng phạt, tôi đề nghị, cảnh cáo xử phạt anh ta trong nội bộ đảng, trừ 4 năm tiền thưởng chức vụ. Nói đến đây, ai còn không hiểu, Tả Viên Triều đang bảo vệ Trương Dương, xử phạt trong nội bộ đảng, trừ 4 năm tiền thưởng chức vụ, vừa nghe là thấy rất nghiêm trọng. Nhưng thật ra nghĩ một lúc cũng biết rằng xử phạt thế này là quá nhẹ. Chủ tịch chính hiệp Mã Ích Dân nói, tôi thấy không cần phải phạt thưởng đâu. Tất cả các thường vụ ở đó đều ngạc nhiên, từ bao giờ Mã Ích Dân bắt đầu nói đỡ cho Trương Dương rồi, cần phải biết rằng ông ta cực kỳ hận Trương Dương. Thật sự là không sai. Ông ta lại nói, Trương Dương cũng không thiếu tiền, tiền thưởng một năm còn chẳng đủ anh ta nuôi cái xe. Câu này thật là thâm nho, nó đồng nghĩa với việc công khai nói rằng Trương Dương còn có vấn đề về kinh tế. Phó thị trưởng Viên Thành Tích cũng phụ họa theo, đúng thế, tôi nghe nói chiếc đồng hồ Trương Dương đeo kia đáng giá hơn 1 triệu. Bộ trưởng tổ chức Từ Bưu không chịu nổi nữa nói, người ta đeo cái đồng hồ tốt thì đã làm sao? Đó là do vợ chưa cưới của người ta tặng, ai mà thấy đố kỵ thì đi tìm một cô vợ giàu đi. Cục trưởng Công an Vinh Bằng Phi cười ha ha, ông ta bảo vệ Trương Dương không giống như Từ Bưu, ngoài mặt ông ta vẫn rất điềm đạm. Vinh Bằng Phi nói, đừng nói là thị trưởng Viên ngưỡng mộ, tôi cũng còn ngưỡng mộ nữa là, chỉ là một cái đồng hồ, tất cả những người ở tại đây cả năm cũng không tích cóp được, đeo chiếc đồng hồ tiền bạc tỷ, ông bảo anh ta đi tham ô tiền công, người ta nghe vậy còn chẳng tin. Viên Thành Tích tức đến độ mắt long lên. Đỗ Thiên Dã chau mày nói, tôi bảo mọi người thương lượng ý kiến xử lý, sao lại biến thành hội thảo luận về đồng hồ rồi, mọi người ngưỡng mộ như vậy, thì đừng làm quan nữa, từ chức về nhà kinh doanh đi, như vậy kiếm được không biết bao nhiêu tiền. Chẳng cần đến mấy năm đâu, tay mọi người cũng có một chiếc đồng hồ như thế. Chẳng ai cần phải ngưỡng mộ Trương Dương nữa. Triệu Dương Lâm cười mà như không,
nếu như chúng tôi đều đi cả, thì bí thư Đỗ chẳng phải biến thành quả nhân cô gia W1. Đỗ Thiên Giã cười điềm đạm trả lời, những đợt sóng sau đẩy những đợt sóng trước, lớp người mới thay cho lớp người cũ, chẳng ai có thể ở trên một vị trí cả đời, chủ nhiệm Triệu, năm sau chẳng phải ông cũng đến kỳ nghỉ hưu rồi sao? Một câu nói làm cho Triệu Dương Lâm tức mặt đỏ bừng. Tả Viên Triều đứng ngoài nhìn Triệu Dương Lâm và Đỗ Thiên Giã đấu khẩu, trong lòng thầm thấy ngạc nhiên. Gần đây Triệu Dương Lâm sao lại trở nên lớn mạnh như vậy? Tên này chẳng lẽ đã uống máu gà rồi sao? Dám đứng ra đấu khẩu đến cùng với Đỗ Thiên Giã, rốt cuộc là ông ta điếc không sợ súng hay là do có ai chống lưng ở đằng sau? Người đứng ngoài nhìn thấu, Tả Viên Triều gần như nhận định nguyên nhân là cái phía sau, những người ở trong quan trường lâu năm đều rất giỏi nắm lấy cơ hội, hơn nữa lại giỏi tránh được bão táp, chống đối và phản lại một cách mù quáng không thể xuất hiện trên người những người này. Dù là Triệu Dương Lâm có vấn đề, thì Mã Ích Dân, Viên Thành Thích, Dương Khánh Sinh cũng không điên theo ông ta, sự giải thích duy nhất là, họ đã tìm được kẻ đỡ đầu rồi. Người càng lên cao, thì càng lạnh lùng, càng biết trân trọng vị trí của mình. Tả Viên Triều cũng vậy, ông thầm quyết định, cần phải quan sát tình thế, những câu không cần thiết, thì nhất quyết không được nói. Triệu Dương Lâm gần đây quả thật rất to gan, ông ta lớn tiếng nói, tôi cho rằng xử phạt Trương Dương không thể quá nhẹ, vì chuyện anh ta đánh thương nhân, trong mắt quần chúng, hình tượng của chúng ta sẽ biến thành thế nào. Cả một cái tỉnh Bình Hải đều đang cười vào mặt chúng ta. Những phóng viên trung ương phỏng vấn ở Giang Thành, không cần mấy ngày nữa, tin tức này sẽ được phát ra. Chúng ta nhất định phải cố gắng đưa ra phản ứng trước khi đài truyền hình trung ương phát tin này. Không những phải xử lý anh ta, mà còn phải công bằng liêm chính. Phải cho một lời nói công bằng đến những người đầu tư, phải có lời đối với quần chúng, không thể vì anh ta có một vài mối quan hệ, mà để cho anh ta làm càn được. Đỗ Thiên Giã cười nói, chủ nhiệm Triệu, vậy ông nói xem nên xử lý Trương Dương thế nào? Triệu Dương Lâm nói, theo ý của tôi. Loại con sâu làm dầu nồi canh này nên loại trừ ra khỏi đội ngũ đảng. Từ Bưu tức tốc nói, thật không biết đây là công bằng chí tâm hay là lấy việc công trả thù riêng nữa. Triệu Dương Lâm tức giận nhìn Từ Bưu. Từ Bưu nhìn ông ta không chút sợ hãi nào. Chương 323, nữ bạo đồ. Cục trưởng công an phá vỡ bầu không khí căng thẳng, có một việc tôi nghĩ mọi người đã biết cả rồi. Người càng thương bị đánh An Đạt Văn đó đã quyết định không khởi tố Trương Dương nữa. Không truy cứu trách nhiệm của anh ta nữa, giờ đây không còn cần lo lắng về những phiền phức hệ lụy phía sau, sự xử lý với Trương Dương chỉ là vấn đề trong nội bộ của chúng ta mà thôi. Lý Trường Vũ thở dài nói, người ta bị đánh mà người ta còn rộng lượng được đến vậy, chẳng lẽ chúng ta muốn đánh đồng chí của mình đến cuối cùng ư? Không cho người trẻ tuổi một cơ hội thay đổi. Chủ tịch chính hiệp Mã Ích Dân ho một tiếng, ông ta đã nhìn ra bè lũ của Trương Dương chiếm đại đa số ngày hôm nay. Nếu như Đỗ Thiên Giã cho mọi người bỏ phiếu biểu quyết, thì bên ông ta nhất định sẽ đối thế hơn. Sự phản đối quyết liệt của Triệu Dương Lâm có khi còn làm cho tình hình bất lợi hơn. Sau khi ông ta thành công trong việc dồn tất cả sự chú ý của mọi người lên mình, chậm rãi nói tôi thấy, sự xử lý với Trương Dương là cần thiết, có điều anh ta dù sao cũng là một người trẻ tuổi, người ta cũng không còn truy cứu nữa. Cũng không thể xử lý quá mạnh, cứ làm giống như thị trưởng Tả nói vậy, ghi chép lại trong nội bộ đảng, trừ vào tiền thưởng. Còn về công tác của phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp, tôi thấy cứ để đó đã, mấy người thương nhân nghe nói đến việc này, ai còn dám đến đầu tư vào Giang Thành nữa chứ? Tả Viên Triều sửa lại, tôi chưa từng nói ghi lại nhé, tôi chỉ nói là cảnh cáo trong nội bộ đảng thôi. Mã Ích Dân từ tốn nói, tôi nghe nhầm rồi, tôi nghe nhầm rồi. Thật ra ai cũng biết rằng ông ta cố tình nói sai. Đỗ Thiên Giã nhìn đám hồ ly già đó, trong lòng rất tức giận. Nhưng không thể nào đánh nhẹ Trương Dương, nếu như đánh nhẹ, thì bằng với việc để người khác nắm đằng chui, công việc về sau của ông ta rất khó triển khai, sự xử lý với Trương Dương Tống Hoài Minh cũng đã nói rồi, xử phạt công minh, ông ấy nói là xử phạt chứ không phải là xử lý, nghĩa là phải đánh cho mạnh. Đỗ Thiên Giã đã có sự chuẩn bị từ trước, chức vụ của Trương Dương tạm thời phải lấy lại, nếu không thì không làm thế nào ăn nói lại được, ông nhấc cốc trà lên uống một ngụm. Tất cả thường ủy đều nhìn Đỗ Thiên Giã. Trong lòng Tả Viên Triều lúc này cảm thấy một luồng áp lực vô hình, đám người Triệu Dương Lâm thật sự là thế lực không nhỏ, trong lòng ông thầm nghĩ, nếu như mình xử lý việc này, nhất định sẽ đưa ra ý kiến rồi biểu quyết. Đỗ Thiên Giã không cho các thường ủy cơ hội biểu quyết, ông chậm chậm đặt tách trà xuống, tôi quyết định, miễn trừ chức vụ phó chủ nhiệm phòng chiêu thương của Trương Dương. Miễn trừ chức vụ phó chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp, cảnh cáo xử phạt đồng chí Trương Dương trong nội bộ đảng và thông báo trong nội bộ.
đồng thời trừ tiền thưởng toàn bộ năm 94. Sau khi Đỗ Thiên Dã nói xong liền tuyên bố nghỉ họp, tất cả các thường ủy đã ý thức được một việc, Đỗ Thiên Dã không hề nói đến việc Trương Dương sẽ đi đâu về đâu, chỉ nói đến chuyện miễn chức chứ không nói đến chuyện chuyển sang cương vị nào. Khi Đỗ Thiên Dã bước ra khỏi phòng họp, Tả Viên Triều nhanh chân bước theo, ông ta thấp giọng nói, Đỗ Bí Thư, xử lý Tiểu Trương như vậy có phải là quá nặng không? Đỗ Thiên Dã nói, nếu không phạt nặng lòng dân không yên. Tả Viên Triều nói, anh đã miễn chức vụ của cậu ấy rồi, giờ để cậu ấy đi đâu? Đỗ Thiên Dã nói, cậu ta luôn gây phiền toái, để đến đâu cũng không biết đường an phận, cứ tự kiểm điểm đi đã. Công việc của cậu ta anh xem làm được thế nào thì làm. Tả Viên Triều cười đau khổ, ông ta cũng không muốn nhận được việc đó vào lúc này, thở dài một tiếng rồi nói, để cho cậu ta nghỉ một thời gian đã. An Đạt Văn nhìn Từ Gia Dũng ngồi đối diện, trên mặt rất lạnh lùng. Từ Gia Dũng chủ động giơ tay ra nói, An tiên sinh, chào anh, tôi là Từ Gia Dũng của bên Vị Thông. An Đạt Văn bắt tay anh ta, tôi biết, anh đến tìm tôi, có phải muốn nói chuyện với tôi về mảnh đất bên quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự không? Từ Gia Dũng cười nói, miếng đất đó là do Kiều Tiểu Thư một mình đứng ra khai phá, không liên quan gì đến tôi. An Đạt Văn hơi ngạc nhiên. Lúc này người phục vụ đưa cà phê tới. Từ Gia Dũng làm một động tác mời, An Đạt Văn bỏ một vài miếng đường vào trong cốc cà phê, cầm chiếc thìa lên khuấy nhẹ nhàng. Từ Gia Dũng thấp giọng nói, tôi đến đây là để thăm An tiên sinh. An Đạt Văn biết được rằng anh ta muốn chỉ đến việc mình bị đánh, cười lạnh lùng nói, mọi việc đã qua rồi, chỉ là hiểu nhầm thôi. Mặc dù ngoài miệng An Đạt Văn nói rất bình thản, nhưng trước mắt y lại hiện lên cảnh bị Trương Dương tát giữa chốn đông người. Nỗi hận trào lên không sao kể xiết, An Đạt Văn có tính cách rất cổ quái, y lạnh lùng không có chút tình người, làm việc không từ thủ đoạn, lần này bỏ qua Trương Dương, cũng không phải là nể mặt An Ngữ Thần, mà là vì trong thời gian này y không muốn có vấn đề gì xảy ra với việc chuyển nhượng cổ phần. Từ Gia Dũng nói, tôi nghe nói một vài chuyện, tôi nghĩ rằng An tiên sinh nhất định sẽ hứng thú. An Đạt Văn không nói gì, ánh mắt nhìn vào cốc cà phê đang gợn lên từng đợt sóng ở giữa. Từ Gia Dũng nói, quyết định phạt Trương Dương đã được đưa ra rồi, miễn trừ chức vụ của anh ta, cảnh cáo trong đảng, trừ tiền thưởng toàn năm 94. An Đạt Văn cười nham hiểm, chức quan miễn rồi lại có thể làm lại, còn tiền thưởng cả năm có gom vào có lẽ cũng chưa được 2.000 cảng tệ, còn về việc cảnh cáo gì đó thì chỉ là làm trò mà thôi. Từ Gia Dũng thở dài nói, hậu đài của Trương Dương thật sự rất vững chắc. An Đạt Văn nhấm một ngụm cà phê. Nói một lời làm cho Từ Gia Dũng lộ hoàn toàn mặt thật, anh rất hận anh ta. Từ Gia Dũng hoàn toàn không bất ngờ bởi sự tinh anh của An Đạt Văn, cũng biết rằng, không cần thiết phải tiếp tục giả đò trước mặt người thông minh như vậy, anh ta gật đầu. An Đạt Văn cười nói, tôi cũng hận anh ta. Từ Gia Dũng nói, tôi nghĩ chúng ta đã tìm được tiếng nói chung rồi. An Đạt Văn lắc đầu trả lời, anh không giống tôi, anh đến tìm tôi, anh muốn mượn sức lực của tôi, anh muốn lợi dụng tôi. Còn tôi thì không thích bị người khác lợi dụng, hơn nữa tôi làm việc cũng không muốn nhờ vả người khác. Từ Gia Dũng mỉm cười nói, An tiên sinh thật là tuổi trẻ tài cao, dù là anh có tài cán trên thị trường, nhưng quan trường của nội địa Trung Quốc có nhiều nét rất riêng biệt, người ngoài không bao giờ hiểu được. An Đạt Văn không nói gì. Từ Gia Dũng nói, có phải đài truyền hình Trung ương đã từng đến phỏng vấn anh rồi không? An Đạt Văn cười nói, có phải do anh bảo với bọn họ? Từ Gia Dũng cười nói, giới tin tức rất hứng thú với những việc như thế này, tôi chỉ là cho bọn họ một vài đầu mối mà thôi. An Đạt Văn lại nhấp một ngụm cà phê, chau mày nói, cà phê trong đại lục thật là khó uống. Y đứng dậy nói, có điều vẫn phải cảm ơn tách cà phê này của anh, nếu cần tôi sẽ đến tìm anh. Từ Gia Dũng nhìn bóng lưng của An Đạt Văn ngày càng đi xa, trong lòng lộ ra sự thù hận và hiểm độc, sự kiêu ngạo của An Đạt Văn anh ta đã được lĩnh giáo từ lâu. Nhưng không ngờ tên này lại kiêu ngạo đến vậy. Anh ta cầm cốc cà phê trước mặt lên uống một ngụm lớn, quên mất cà phê rất nóng, làm cho hắn lỡ tay làm rơi cốc xuống đất, chiếc cốc vỡ tan tành, cũng làm kinh động đến những người uống cà phê khác. Nỗi tức giận trong lòng Từ Gia Dũng bùng phát, hắn đau khổ kêu lên một tiếng, rồi sau đó đánh Kiều Mộng Yên một cái thật đau, làm cho Kiều Mộng Yên ngã xuống đất. Hắn điên cuồng lao đến, nắm lấy tóc Kiều Mộng Yên, tôi biết mà, tôi biết từ lâu rồi, cô thích hắn ta. Cô thích tên khốn đó, tên vô lại đó, tên lưu manh đó. Từ Gia Dũng cảm thấy có một ánh mắt đang nhìn mình, hắn quay đầu lại, thì thấy Kiều Mộng Yên, nét mặt Kiều Mộng Yên rất phức tạp, mặt trắng bệch. Từ Gia Dũng đứng dậy đến trước mặt Kiều Mộng Yên, em theo dõi anh,
Kiều Mộng Yên nói, đừng quên, đối diện là tổng bộ công ty, ở phòng làm việc có thể nhìn thấy xe của anh. Về đến phòng làm việc của Kiều Mộng Yên, Từ Gia Dũng đứng ở cửa sổ nhìn, quả nhiên có thể nhìn thấy xe của mình rất rõ. Anh ta gật đầu. Anh hẹn An Đạt Văn ra đây có mục đích gì? Từ Gia Dũng cười nói, chẳng phải là vì quảng trường thương nghiệp Nam Lâm tự sao? Anh nói dối, anh muốn cùng hắn ta đối phó với Trương Dương. Nụ cười trên mặt Từ Gia Dũng đột ngột biến mất, hắn đi từng bước ép đến người Kiều Mộng Yên, còn nói không theo dõi tôi. Tại sao lại theo dõi tôi? Đúng thế, tôi muốn đối phó với Trương Dương. Tôi hận hắn ta, tôi muốn hắn ta đi chết. Kiều Mộng Yên cắn môi, Gia Dũng, buông tay ra. Anh đã trở thành nô lệ của sự thù hận, anh đã bị sự thù hận làm cho thay đổi rồi. Cứ thế này, anh sẽ làm mất đi chính bản thân mình, anh làm cho em cảm thấy thật xa lạ. Từ Gia Dũng cười lạnh lùng, tôi làm cho cô cảm thấy thật xa lạ. Có phải Trương Dương làm cho cô cảm thấy gần gũi không? Anh ta nắm lấy cánh tay của Kiều Mộng Yên, bóp mạnh rồi hét lên, nói. Kiều Mộng Yên nói, ít ra anh ấy không hẹp hòi như anh, rộng lượng hơn anh nhiều. Nỗi tức giận trong lòng Từ Gia Dũng bùng phát, hắn đau khổ kêu lên một tiếng, rồi sau đó đánh Kiều Mộng Yên một cái thật đau, làm cho Kiều Mộng Yên ngã xuống đất. Hắn điên cuồng lao đến, nắm lấy tóc Kiều Mộng Yên, tôi biết mà, tôi biết từ lâu rồi, cô thích hắn ta, cô thích tên khốn đó, tên vô lại đó, tên lưu manh đó. Môi Kiều Mộng Yên đã rớm máu, cô kiên nghị nhìn Từ Gia Dũng, buông tôi ra, anh đã mất đi lý trí rồi. Từ Gia Dũng lạnh lùng nói, tôi mất đi lý trí, tôi cung phụng cô như nữ thần vậy, trước mặt cô, tôi như một con chó, tôi còn không dám động vào cô, nhưng cô lại là một con đàn bà vô lại, cả ngày chỉ nghĩ đến tên khốn đó. Ánh mắt của hắn đầy sự điên rồ. Lúc này Kiều Mộng Yên mới hơi sợ, cô run rẩy nói, anh hãy tỉnh lại đi. Anh! Từ Gia Dũng đã bắt đầu xé áo cô ra, hắn gào lên như dã thú, tại sao tôi phải đợi đến ngày kết hôn cơ chứ, tôi sẽ chiếm đoạt cô ngay ngày hôm nay, ngay ngày hôm nay. Kiều Mộng Yên bắt đầu rơi lệ, cô cố gắng giãy giụa, anh từng nói anh sẽ tôn trọng tôi, anh từng nói. Xoạt, một tiếng, chiếc váy của Kiều Mộng Yên bị xé toạt, đôi chân trắng ngần lộ ra, cô dùng hết sức bình sinh tát vào mặt Từ Gia Dũng một cái, nhưng hành động đó đã làm cho Từ Gia Dũng càng thêm hăng máu. Hắn nắm lấy tay Kiều Mộng Yên, một tay cởi thắt lưng của mình. Kiều Mộng Yên run rẩy nói, khốn kiếp, anh cút đi cứu với. Phòng làm việc của cô ấy là phòng cách âm, bên ngoài không hề nghe thấy tiếng động gì. Kiều Mộng Yên van nài, anh đừng như thế này, anh đừng như thế này. Từ Gia Dũng quát lớn, tôi phải có được em, tôi phải có được em ngay bây giờ. Cửa phòng rầm một tiếng mở ra, gió lạnh làm cho Từ Gia Dũng run lên. Ngay sau đó tóc của hắn bị một người nắm lấy từ đằng sau. Mẹ kiếp, cái quái gì thế này? Trương Đại Quan hét to lên, vất Từ Gia Dũng sang một góc, người hắn dính lên tường, rồi bắt đầu tụt xuống theo góc tường. Khi tụt xuống, quần cũng tụt theo, để lộ ra mảng mông. Từ Gia Dũng cực kỳ đau, và cũng cực kỳ thê thảm. Quần áo trên người Kiều Mộng Yên bị xé rách lỗ chỗ, lộ ra rất nhiều phần cơ thể, Trương Đại Quan lúc đó cũng chẳng có tâm tình nào ngắm nhìn. Vội vàng cởi áo khoác của mình đắp lên trên người Kiều Mộng Yên. Người Kiều Mộng Yên như ngớ đi, không còn chút sức lực nào, cô dựa người vào trong lòng Trương Dương khóc. Trương Dương cùng An Ngữ Thần đến đây để bàn với Kiều Mộng Yên về việc khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm Tự, thời duy tiếp họ, sau đó đưa hai người họ đến phòng làm việc, vừa mới ra khỏi thang máy, Trương Dương đã nghe thấy tiếng kêu cứu của Kiều Mộng Yên, mặc dù phòng của Kiều Mộng Yên đã được làm cách âm, nhưng tai Trương Đại Quan rất thính. Vẫn nghe thấy tiếng kêu của cô ấy, Trương Dương không kịp giải thích vội vàng chạy đến. Thời Duy và An Ngữ Thần đều không hiểu xảy ra việc gì, lúc này mới đuổi kịp, nhìn thấy tình cảnh trước mặt vô cùng kinh ngạc, nhưng nhìn thấy bộ dạng của Từ Gia Dũng, lại nhìn thấy Kiều Mộng Yên, hai người ngay lập tức đoán ra vừa rồi đã xảy ra chuyện gì. Thời Duy yêu quý nhất người chị họ này của mình, nhìn thấy những vết tay trên mặt chị họ, bờ môi rớm máu, cô tức giận đùng đùng, xông đến đá vào hạ bộ của Từ Gia Dũng, chết đi. Cú đá này vào đúng chỗ hiểm, Từ Gia Dũng còn chưa kịp kéo quần lên, bị Thời Duy đá trúng chỗ hiểm, làm cho hắn ta kêu thét lên một tiếng ngất lịm đi. Khi Thời Duy định bồi thêm cú nữa, đã bị An Ngữ Thần kéo lại, đừng giết người. Trương Dương đưa Kiều Mộng Yên cho hai người Thời Duy và An Ngữ Thần chăm sóc, đến trước mặt Từ Gia Dũng, sờ vào kinh mạch hắn ta, tên này vẫn chưa bị Thời Duy đá chết đi. Trương Dương nhìn vào giữa hai chân của hắn. Trong lòng nghĩ, mẹ kiếp, thế này mà cũng dám ra ngoài làm mưa làm gió. Đột nhiên hắn nảy ra một ý định, nhân lúc này bóp chết tên khốn này,
nhưng nghĩ lại, vậy chẳng phải là ném đá giấu tay hay sao? Chúng ta không thể làm việc tội lỗi như vậy. Nhìn bộ dạng Từ Gia Dũng, Trương Dương trong lòng thầm mắng, tên khốn này lúc bình thường thì tử tế, mà lại làm chuyện tày trời như vậy, nếu không trừng phạt hắn ta không thể được, phải khởi tố hắn, nhưng Kiều Mộng Yên lại là vợ chưa cưới của hắn, chưa chắc đã đồng ý cáo trạng hắn, hôm nay không biết Từ Gia Dũng ăn nhầm phải cái gì rồi mà lại nổi máu điên lên như vậy. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Dù sao thì bên cạnh cũng không có ai, Trương Dương rút ra hai cây kim châm vào hai chỗ trên người Từ Gia Dũng, tên khốn, hai mũi kim này đủ để cả đời ngươi làm một thái giám sống, Trương Đại Quan thật là thâm hiểm. Thời Duy và An Ngữ Thần dìu Kiều Mộng Yên đến căn phòng bên cạnh để nghỉ ngơi. Kiều Mộng Yên khóc rất thương tâm, từ trước đến giờ cô luôn có tình cảm sâu đậm với Từ Gia Dũng, đã có ý định gả cho hắn từ lâu, nhưng không ngờ hắn ta lại đối xử với mình như vậy. Thời Duy tức giận nói, chị à, hắn ta không phải là người, hắn ta là súc sinh, báo cảnh sát đến bắt hắn. An Ngữ Thần không rõ tình hình, nhưng nhìn thấy cảnh vừa rồi cũng rất bất bình, loại rác rưởi này, cô còn thích hắn ta đến thế, hủy bỏ hôn ước với hắn đi. Kiều Mộng Yên cuối cùng đã bình tĩnh lại, vành mắt cô đỏ gay, lên tiếng nói, thôi đi. Để cho anh ta đi đi, việc này đừng nói ra ngoài. Thời Duy tức giận đáp, thế thì lợi cho tên khốn đó quá. Cô đứng dậy đi vào phòng làm việc bên cạnh. Từ Gia Dũng đã tỉnh dậy, chỉnh đốn lại quần áo, bên dưới hắn bị Thời Duy đá giờ sưng tấy lên, vô cùng đau đớn. Hắn cúi rạp đầu, không thể không cúi đầu, việc ngày hôm nay thật là mất mặt. Trương Dương ngồi trên bàn làm việc, lạnh lùng nhìn anh ta, Từ Gia Dũng à, Từ Gia Dũng, thật là giỏi giang đấy. Từ Gia Dũng ngồi dựa vào tường, run rẩy lấy từ trong túi áo ra một bao thuốc, rút ra một điếu hút. Anh ta cũng không biết mình tại sao lại điên cuồng đến thế, là Trương Dương. Chính là Trương Dương đã làm cho anh ta có những hành động như vậy. Trương Dương nói, hút đi, nếu không vào ngục không được hút nữa đâu. Từ Gia Dũng nhìn Trương Dương, anh hận tôi. Trương Dương nói, đáng sao, nói thật nhé, tôi chẳng thèm để mắt đến anh nữa kìa. Môi Từ Gia Dũng co rúm vào một cách đau khổ. Trương Dương cười rất khó hiểu. Anh cười cái gì? Trương Dương nói, anh thật là trượng nghĩa, tôi vừa có tí chuyện bên này. Mà ngay lập tức anh đã phạm tội cùng với tôi, với tinh thần đó của anh, sau khi anh vào ngục, tôi sẽ thường xuyên đến thăm anh. Lúc này Thời Duy bước vào, cô lạnh lùng nhìn Từ Gia Dũng, trong ánh mắt đầy sự khinh bỉ, chỉ tôi bảo anh cút đi. Kiều Mộng Yên rõ ràng là bảo Từ Gia Dũng đi đi. Trương Dương hơi ngạc nhiên nhìn Thời Duy, không báo cảnh sát à. Thời Duy bất mãn quay sang lườm hắn. Từ Gia Dũng khó khăn bò dậy, chậm chậm đi ra ngoài cửa, khi đi qua người Thời Duy. Anh ta dừng lại một lúc rồi nói, giúp tôi nói một câu xin lỗi đến chị cô. Sau khi Từ Gia Dũng đi khỏi đó, Trương Dương không chịu được nói, làm gì vậy? Thật sự để cho hắn ta đi như vậy sao? Thời Duy nói, tôi đâu có phải là chị tôi làm sao biết được, đám đàn ông các anh, chẳng có mấy ai tốt đẹp. Liên quan quái gì đến tôi chứ? Lần này An Ngữ Thần đến muốn nói với Kiều Mộng Yên, quyền khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm tự sẽ không chuyển nhượng. Về sau họ sẽ vẫn tiếp tục hợp tác, nhưng xảy ra việc này, nên cô không thể nào nhắc đến chuyện đó được nữa. Kiều Mộng Yên rất kiên cường, sau khi tắm rửa xong, lại đi ra, Trương Dương, An Ngữ Thần, Thời Duy đều ở phòng làm việc đợi cô ấy. Thật ra mọi người đều hiểu đây cũng không phải là việc lớn gì, Kiều Mộng Yên và Từ Gia Dũng là vợ chồng chưa cưới, hai người đã đính hôn. Dù Từ Gia Dũng có thật sự làm tới, thì có lẽ Kiều Mộng Yên cũng sẽ không tố cáo NHH ta. Nhưng việc này đã bị Trương Dương bắt gặp, quỹ đạo phát triển của sự việc sẽ hoàn toàn thay đổi. Hắn nhân cơ hội này xử lý Từ Gia Dũng, giờ đây Từ Gia Dũng vẫn không biết được sự thay đổi của cơ thể mình. Có điều dù về sau hắn có ý thức được, thì chuyện này nhất định sẽ bị đổ lên đầu Thời Duy. Lúc này Kiều Mộng Yên cảm thấy rất phức tạp, tình cảm của cô đối với Từ Gia Dũng là thật, khi Từ Gia Dũng cần đến cô đến bên cạnh anh ta, đỡ lấy áp lực gia đình, dũng cảm đính hôn với anh ta. Từ Gia Dũng rất cảm động vì điều đó, thậm chí còn nói sau khi kết hôn mới làm chuyện đó. Kiều Mộng Yên rất cảm động vì sự tôn trọng ấy, nhưng sự việc ngày hôm nay đã hoàn toàn phá vỡ giấc mơ đẹp đẽ của Kiều Mộng Yên, cô đã nhìn thấy được bộ mặt vô tình điên dại của Từ Gia Dũng. Trong sâu thẳm thâm tâm, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi. Mặc dù bề ngoài Kiều Mộng Yên tỏ ra rất bình tĩnh, nhưng trong lòng cô giờ đây cảm xúc đang đan xen lẫn lộn, cô không biết sau khi chuyện này xảy ra. Cô sẽ phải đối mặt với Từ Gia Dũng thế nào? Cô nhẹ nhàng nói, Trương Dương,
An tiểu thư, chuyện ngày hôm nay. Chưa đợi cô nói hết, Trương Dương đã cười nói, chuyện gì? Chúng tôi vừa mới đến có biết gì đâu. Trong lòng Kiều Mộng Yên cảm thấy ấm áp, người như Trương Dương nhất định sẽ không đi tuyên truyền, hắn rất hiểu tâm lý người khác. An Ngữ Thần thấy cảm xúc Kiều Mộng Yên bắt đầu ổn định trở lại, đứng dậy cáo từ, vậy chúng tôi về trước đây. Trương Dương lại nói, đến giờ ăn cơm rồi, tôi mời mọi người đi ăn bữa cơm tối, rồi cùng đi Hoàng gia Giá Nhật hát karaoke, thế nào? Thời Duy thầm nghĩ Trương Dương thật là ngốc, vừa xảy ra việc này, chị họ đâu có tâm tình nào để đi hát hò, nhưng cô ấy không biết rằng, Trương Dương biết lúc này Kiều Mộng Yên đang hỗn loạn nhất, mọi người cùng nhau thoải mái một chút có ích lợi đối với cô ấy. Ngay cả An Ngữ Thần cũng tưởng rằng Kiều Mộng Yên sẽ từ chối, nhưng Kiều Mộng Yên lại gật đầu, tân hoàng gia đúng không, tôi bảo họ chuẩn bị trước. Trương Dương lắc đầu, cơm canh ở mấy cửa hàng lớn đó ăn ngấy rồi, gì nhỉ, tôi biết một cửa hàng lươn, chuyên làm các món về lươn, chúng ta đi nếm thử xem. Quán lươn mà Trương Dương nói nằm ở gần phố cổ, hắn nghe Đỗ Vũ Phong nói vậy, căn hộ mới cấp của Đỗ Vũ Phong cách đây không xa, mời Trương Dương mấy lần, nhưng Trương Dương bận suốt, không có thời gian đến đó. Trương Dương dẫn ba người họ đến quán lươn, mặc dù ngoài mặt Kiều Mộng Yên như bình thường, nhưng ánh mắt cô ấy vẫn rất cô đơn đau khổ. Mặc dù vẫn chưa đến 5 giờ, nhưng phòng đã được đặt hết cả, họ chỉ có thể ngồi ở phòng ngoài. Trương Dương cầm thực đơn đưa cho Kiều Mộng Yên bảo cô chọn món, Kiều Mộng Yên nói, tùy anh, chọn món nào đặc sắc ấy. Thòi Duy không do dự lấy thực đơn về phía mình, gọi 4 món lạnh, 4 món nướng và 2 món xài. Cô ấy gọi món có một đặc điểm, chỉ gọi món đắt tiền, dù sao thì là Trương Dương mời tiệc, không thể nào tiết kiệm tiền cho hắn được. Trương Dương cười nói, đắt chưa chắc đã ngon đâu. Thời Duy nói, đắt nhất cũng chỉ có 58 tệ, anh thật là biết chọn chỗ. Trương Dương nói, chẳng làm thế nào được cả, tôi sắp trở thành dân thất nghiệp rồi, tất cả tiền thưởng năm nay đều bị trừ hết rồi, nghèo lắm. Nói xong câu này hắn quay sang nhìn Kiều Mộng Yên. Kiều Mộng Yên nở nụ cười nói, đừng kêu nghèo trước mặt tôi, cùng lắm thì tôi mời là được. Thời Duy nói, vậy không được, ba vị mỹ nữ chúng ta đã đi ăn cùng anh sung sướng lắm rồi, chưa thu phí của anh là còn tốt đấy, còn muốn để chúng tôi trả tiền nữa à? Quên đi nhá. Trương Dương phì cười nói nhỏ thôi, gần đây đánh nghiêm lắm, chơi bời là không được đâu. Thời Duy bực mình nói, cái gì gọi là chơi bời, anh nói cái quái gì thế? Câu này của cô ấy làm cho tất cả mọi người khách khác đều nhìn về phía này, trong đó không ít người nhìn đầy ẩn ý, Kiều Mộng Yên đi ra đây là để giải sầu, đương nhiên sẽ không để ý đến những ánh mắt đó. An Ngữ Thần và Thời Duy đều là những người thoải mái, có người nhìn bọn họ bèn dùng ánh mắt sắc như dao để đáp trả lại. Trương Dương nhắc nhở hai người, đang ở ngoài, phải khiêm nhường một chút, đừng gây chuyện. Thời Duy cười nói, anh mà cũng dám nói câu khiêm nhường à. Trương Dương nói, chẳng còn cách nào, gần đây tôi phải khom lưng uốn gối, không khiêm nhường cũng không được mà. Sau khi thức ăn được bê lên, Trương Dương gọi một chai rượu, tửu lượng của Thời Duy không tốt, Trương Dương lo lắng cho sức khỏe của An Ngữ Thần, không để cô ấy uống, Kiều Mộng Yên tự mình rót một cốc rồi nói, tôi uống với anh. Trương Dương cười nói, được, chúng ta quen nhau lâu thế rồi, tôi thật chưa được lĩnh giáo tửu lượng của cô. Tửu lượng của Kiều Mộng Yên rất khá. Một cân rượu này cơ bản không thấm tháp vào đâu, uống vào bụng rồi nhưng Kiều Mộng Yên vẫn không hề say. Cô rất đau khổ nhận ra một điều, càng những lúc mình muốn say thì lại càng tỉnh táo. Mọi người đều nhận ra ý muốn của Kiều Mộng Yên, An Ngữ Thần nói, đừng uống nữa. Kiều Mộng Yên cười nói, tôi không sao, Trương Dương anh còn uống được không đấy? Làm thêm một chai nữa nhé. Trương Dương cười nói, tôi có gì mà không uống được cơ chứ? Làm thì làm. Kiều Mộng Yên nghe ra trong câu nói của tên này có gì đó ám muội, nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô không hề khó chịu, mà lại còn cảm thấy dễ chịu hơn một chút, ngay cả Kiều Mộng Yên cũng không thể giải thích được. Thời Duy mắng, lưu manh thành bản tính rồi, câu này của cô ấy làm cho Kiều Mộng Yên đỏ mặt. Trương Dương cười nói, tôi cứ lưu manh đấy thì đã sao? Muộn thế này mà cô còn ra ngoài cùng tôi không sợ sao? Thời Duy trừng mắt nói, anh dám. Cô phát hiện có một tiểu tử bên cạnh đang nhìn mình, bực mình nói, nhìn cái gì mà nhìn. Tiểu tử đó là côn đồ của vùng này, biệt hiệu là Lươn, cũng là khách thường xuyên của đồn công an, hôm nay vừa được thả ra, hắn cùng mấy tên tiểu đệ đến đây ăn mừng. Những ngày tháng thế này, càng là đám khốn này, thì càng cảm thấy mình ra sao, dường như là vào được nhà đá một lần thì bọn họ càng cảm thấy tự hào hơn vậy.
hắn ta không quen Trương Dương, thấy một mình Trương Dương đem theo ba vị mỹ nữ đến, trong lòng hơi khó chịu, Thời Duy lại mắng hắn ta trước mặt mọi người thế này, hắn ta không thể nào chịu được. Hắn đập bàn đứng dậy, con kia, mẹ nhà mày nói gì đấy? Có tin ông mày chơi chết không? Trương Dương lúc đó vẫn chịu đựng được, cầm cốc rượu lên cùng ly với Kiều Mộng Yên, Kiều Mộng Yên cắn môi, đột nhiên đứng dậy, cầm cốc trà vừa pha xong trước mặt lên, hất thẳng vào mặt tên lươn, cô phẫn nộ nói, xúc sinh, anh có biết thế nào là tôn trọng phụ nữ không? Trương Dương, An Ngữ Thần và Thời Duy đều ngớ người, không ai ngờ Kiều Đại Tiểu Thư sẽ nổi giận, mặc dù cốc trà đó không sôi sung sục, nhưng ít ra cũng phải mấy chục độ, làm cho lươn nóng bỏng thét lên một tiếng, hắn long mắt lên, cầm chiếc ghế xông lên đằng trước. An Ngữ Thần giơ chân đá, làm cho chiếc ghế trong tay hắn vỡ vụn làm mấy mảnh, đá đúng vào ngực tên lươn, cả người hắn lảo đảo lùi về sau, đập vào bàn, sau đó ngồi sụp xuống mặt đất, cơm canh trên bàn rơi vãi đầy trên người hắn. Thời Duy lại chạy lên bồi thêm một cú đá nữa, sau khi đá xong, mới phát hiện trên chiếc giày thể thao của mình có dính dầu mỡ, tức đến độ lại xông ra đá thêm một nhát nữa vào bụng tên lươn. Năm người uống rượu cùng tên lươn đều đứng dậy, sự việc xảy ra quá nhanh, bọn họ chưa kịp hiểu gì đã thấy tên lươn bị ba người con gái đánh. Trương Dương vốn cũng chẳng định ra tay, mặc dù hắn rất muốn Red Eye, nhưng sự việc này do Thời Duy gây ra, người đầu tiên Red Eye lại là Kiều Mộng Yên, còn người đánh chính diện là An Ngữ Thần, cái khác thì không nói, chỉ cần dựa vào võ công của An Ngữ Thần, đối phó với đám lưu manh này còn thừa. Trương Đại Quan ngồi ở đó cầm cốc rượu lên nhâm nhi, giờ đây hắn có một nhiệm vụ đó là làm hộ pháp, bảo đảm không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Quán ăn này vốn đã rất nhỏ, cuộc hỗn chiến vừa xảy ra, cả quán ăn liền náo loạn cả lên. Năm tên đồng bọn của lươn muốn vây lên, An Ngữ Thần đã xông đến bên cạnh bọn chúng đá cho mấy nhát, làm cho bọn chúng ngã rạp xuống đất, Thời Duy xông ra đánh theo. Kiều Mộng Yên cũng đạp mấy nhát lên người bọn côn đồ. Trương Dương nhìn mà thấy ghê, đám phụ nữ thật là không dễ gây chuyện. Đang đánh rất náo nhiệt, Đỗ Vũ Phong bước vào, anh ta đến đây là để uống rượu, đi làm về vừa vặn đi ngang qua đây, nghe thấy trong này đánh nhau, vì thế vào xem, ai ngờ người gây chuyện đều là người quen cả. Trương Dương cười nhìn anh ta gật đầu. Tên lươn ôm mặt bị bỏng đứng dậy, hắn nhận ra Đỗ Vũ Phong, cảnh quan Đỗ, chúng tôi bị họ đánh. Đáng kiếp! Lươn ngớ người, anh nói năng kiểu gì vậy? Mau đi ngay, còn ở lại đây nữa cẩn thận tôi bắt vào đấy. Đỗ Vũ Phong nói. Mấy người xung quanh có người nhận ra Trương Dương, xì xầm to nhỏ, mấy tên đồng bọn của lươn lồm cồm bò dậy, không biết ai đó nói một câu, mau đi đi, người ta đến cả cảng thương còn dám đánh, đừng nói gì đến các người. Mặt Trương Đại Quan nóng bừng lên, mẹ kiếp, ông đây nổi tiếng đến thế cơ à? Đám người của tên lươn lúc đó mới nhận ra Trương Dương, ai nấy đều ôm mặt đi ra khỏi quán ăn. Đỗ Vũ Phong gọi, đừng đi chứ, trả tiền đã. Kiều Mộng Yên và hai cô gái làm náo loạn cả quán ăn, bữa cơm này đương nhiên không thể ăn tiếp được nữa, Trương Dương đứng dậy đi trả tiền, thì phát hiện ra tên lươn đã trả cho cả số tiền của hắn rồi, Trương Dương trong lòng thầm cười, thật là quỷ sợ người xấu, hắn ở Giang Thành đúng là nổi tiếng là người xấu rồi. Rời khỏi quán lươn, mặt Kiều Mộng Yên khá đỏ, xinh đẹp lạ thường, vỗ vỗ tay nói, thật là thoải mái. Sau khi người ta gặp chuyện không vui, muốn tìm một thứ gì đó để trút giận, Kiều Mộng Yên đã tìm được rồi, hất cốc nước trà nóng lên người tên lươn, còn đá theo mấy nhát, hành động ngày hôm nay thật sự quá khác biệt với hình tượng thục nữ thường ngày của cô ấy. Chương 324, quyết định xử phạt. Đỗ Vũ Phong kéo Trương Dương ra một bên, anh làm sao thế hả? Giờ đây tất cả mọi người trong Giang Thành đều nhìn anh, muốn tìm chỗ xấu của anh, mà tiểu tử nhà anh lại ra ngoài gây chuyện. Trương Dương nói, tôi đâu có đánh người, ba nhà đầu đó gây chuyện, tôi chẳng làm gì cả. Đỗ Vũ Phong thở dài nói, anh ấy à, uống rượu cũng chẳng thèm gọi tôi một câu. Trương Dương nói, còn chưa uống hết hứng, hoàng gia giá nhật, đi không? Đỗ Vũ Phong nhìn ba cô gái đang đắm trong hưng phấn đánh người vừa rồi, lắc đầu nguầy nguầy, không đi, tôi thấy ba nhà đầu này đủ điên rồi, anh phải để ý đấy, đừng để họ làm gì gây phiền phức cho anh nữa. Trương Dương cười hì hì nói, cháu gái của Kiều lão đánh người có là gì đâu. Đỗ Vũ Phong cười một tiếng, được, anh giỏi rồi, tôi không đi cùng mọi người nữa, đúng rồi, ngày mai anh có rỗi không? Tôi mời anh đi uống rượu. Trương Dương nói, giờ tôi đang không có việc gì làm đang nghe sự xử lý của tổ chức. Vậy thì thế nhé, tôi sẽ gọi cả Ngưu Văn Cường đến nữa, 6 giờ tôi mai ở quán nướng Hàn Giang, không gặp không về.
Sau khi chia tay với Đỗ Vũ Phong, Trương Dương đưa ba vị nữ bạo đồ đến Hoàng gia Giá Nhật. Kiều Mộng Yên đã bắt đầu lâng lâng, phấn khích hơn rất nhiều. Cô ngồi đằng sau Trương Dương, cười nói, vừa nãy khi tôi hất nước nóng vào mặt tên đó, thật là thoải mái. Thời Duy cười nói, chị à, vừa rồi chị thật là hùng hổ, em còn chưa kịp ra tay, mà chị đã xông lên trước rồi. Kiều Mộng Yên nói, xem ra phụ nữ không biết chút võ vẽ dễ bị hiếp đáp lắm, về sau An Tiểu Thư phải dạy chúng tôi mấy chiêu mới được. Thời Duy nói, hay là cô nhận chúng tôi làm đồ đệ luôn cho rồi. An Ngữ Thần cười nói, Trương Dương là sư phụ của tôi, nếu như tôi thu nhận các cô làm đồ đệ, thì chẳng phải sẽ trở thành đồ tôn của Trương Dương rồi sao? Thời Duy và Kiều Mộng Yên quay ra nhìn nhau, cùng cười to lên, làm đồ tôn của Trương Dương họ không chịu. Tô Tiểu Hồng giúp họ để lại một phòng lớn nhất, nhưng Kiều Mộng Yên lại muốn ngồi ở ngoài, Trương Dương nghĩ rằng nếu hôm nay lại ngồi ở ngoài nữa, có lẽ sẽ gây ra chuyện lớn, ở địa bàn người khác thì không sao, nhưng Tô Tiểu Hồng là bạn của hắn, không thể nào đập vỡ bát cơm người ta được, hắn khó khăn lắm mới khuyên ba người vào phòng riêng. Sắp xếp đủ rượu, nước, khi bọn họ chọn bài, hắn đến quầy ba bên ngoài, Tô Tiểu Hồng mặc một chiếc áo sườn xám màu tím, những đường cong cơ thể lộ ra dưới mắt hắn. Trương Dương cười nói, chị Hồng à, chị mặc thế này, dễ thu hút mấy bọn sắc lang lắm đó. Tô Tiểu Hồng trừng mắt với hắn, cậu là một con đấy. Cô bảo người pha rượu đưa một cốc rượu đuôi gà cho Trương Dương nếm thử, rồi lại bảo người đưa vài ly vào trong phòng, nói nhỏ với Trương Dương, sao thế? Tôi thấy Kiều Mộng Yến có phải uống quá chén rồi không? Trương Dương nói, con người có ai không có lúc buồn lúc vui? Ra đây xả ít stress là được rồi. Ngón tay trắng ngần của Tô Tiểu Hồng gõ gõ lên mặt bàn, lần này cậu gây chuyện thật là không nhỏ đâu. Trương Dương nói, tính tôi là thế, nếu không thuận mắt thì tôi phải xông ra, đánh thì cũng đánh rồi, còn về hậu quả, thì về sau tính. Tô Tiểu Hồng nói, cậu ấy à, đúng là anh hùng không qua được ải mỹ nhân. Trương Dương cười nói, đây có phải là chuyện gì xấu đâu. Trương Dương uống một ngụm, chị Hồng, nếu như tôi thật sự không qua được cửa này, thì tôi đến đây làm bảo vệ cho chị vậy. Tô Tiểu Hồng cười nói, được, dù sao thì chỗ này của tôi cũng có một nửa là của cậu. Trương Dương nghe mà đầu quay mòng mòng, được, tôi đã không nhắc đến rồi mà. Của chị là của chị, đừng kéo tôi vào chứ. Tô Tiểu Hồng nói, biết rằng cậu không đến được nên tôi mới nói vậy, trong thiên hạ chẳng lẽ thiếu chỗ cho cậu đi sao? Lúc này người phục vụ lấy ra ba chai Louis. Tô Tiểu Hồng hỏi ra thì mới biết là Kiều Mộng Yên và mấy người còn lại gọi. Tô Tiểu Hồng nói, Trương Dương, cậu phải đi xem đi, nếu như ba nha đầu đó đều uống say mềm thì về sau không dễ quản đâu. Trương Dương vội vàng quay về phòng, thấy An Ngữ Thần và Thời Duy, Kiều Mộng Yên đang nâng cốc rượu cạn chén, Thời Duy nói, để mấy đám đàn ông thối đó cút ra xa đi. Kiều Mộng Yên nói, đúng thế, cút cho khuất mắt. An Ngữ Thần cũng phụ họa theo, nữ quyền vạn tuế, chúng ta không cần đàn ông. Trương Đại Quan bước vào, nhìn ba nha đầu, thật sự không cần à? Không cần, cả ba người cùng đồng thanh đáp. Thời Duy hơi chuyến choáng, cút ra ngoài. An Ngữ Thần nói, ra ngoài. Kiều Mộng Yên nói, đàn ông cút ra. Trương Đại Quan thụt thụt cổ, đi ra ngoài, uống cho chết các cô. Đằng sau vang lên tiếng Kiều Mộng Yên, nếu như biết được nhất định sẽ thương tâm. Thì hà tất phải lao đầu vào biển tình. Tô Tiểu Hồng đứng ở ngoài cửa, tất cả động tĩnh bên trong cô đều nghe thấy, cười nói với Trương Dương, thật sự là uống quá chén rồi. Trương Dương nói, tôi phát hiện ra đàn bà uống say rồi không gọi là đàn bà nữa. Thế gọi là gì? Hổ cái, gọi là hổ cái hết. Ba con hổ cái giờ đây đang nằm trên chiếc giường lớn của biệt thự gỗ, bên ngoài mặt trời đã lên cao, ánh nắng từ khe cửa chiếu vào bên trong phòng, chiếu lên mặt Kiều Mộng Yên. Ánh mặt trời làm Kiều Mộng Yên thức giấc, cô dụi dụi mắt, phát hiện An Ngữ Thần và Thời Duy vẫn đang ngủ say, đầu Kiều Mộng Yên quay mòng mòng, cô đột nhiên nhớ lại điều gì đó, sợ hãi nhìn lên người mình, quần áo vẫn còn nguyên, chỉ là hơi xộc xệch một chút. Kiều Mộng Yên bỏ tay An Ngữ Thần và Thời Duy ra khỏi người mình, cẩn thận bước xuống giường, cô nhìn một lượt khung cảnh lạ lùng, căn phòng rất ấm cúng, đến trước cửa sổ, cô hé ra một kẽ hở, nhìn thấy không xa là Nam Hồ. Nhìn thấy trên bãi cỏ là một cậu bé đang đuổi theo quả bóng, không ngờ lại là con trai của Tần Manh Manh. Trương Dương xuất hiện trong tầm mắt của cô, hắn nhẹ nhàng đưa bóng lên, rồi lại lượn qua người Tần Hoan cười chạy đằng sau, cuối cùng cũng bắt được góc áo của Trương Dương, bị Trương Dương ôm lấy lăn một vòng trên bãi cỏ. Hai cha con nằm trên bãi cỏ, cười khanh khách.
Kiều Mộng Yên đột nhiên nở một nụ cười. Lúc này cô nghe thấy tiếng rung của điện thoại, cầm điện thoại lên xem, nhìn số là của Từ Gia Dũng, cô ngay lập tức cụp máy, phát hiện điện thoại của mình đã có không ít cuộc điện thoại, đa phần là của Từ Gia Dũng. Kiều Mộng Yên cắn cắn môi, trước mặt lại hiện ra con mắt điên dại của Từ Gia Dũng, đột nhiên rùng mình. Thời Duy và An Ngữ Thần cũng tỉnh dậy, tối qua họ đã uống khá nhiều rượu, ba người nhớ lại cảnh tượng điên loạn phóng túng tối qua, đều hơi ngại, sau khi tắm rửa xong xuôi, họ đến phòng khách, mẹ của Trương Dương Từ Lập Hoa đã chuẩn bị xong bữa sáng, bà cười nói, dậy rồi à? An Ngữ Thần đỏ mặt gọi một tiếng cô Từ, trong lòng nói nhất định cảnh hôm qua bị bà nhìn thấy rồi, hình tượng của mình trong mắt bà càng xấu hơn trước. Thời Duy và An Ngữ Thần cũng gọi theo cô Từ. Từ Lập Hoa hiền từ đáp, bữa sáng đã chuẩn bị xong cả rồi, mau đến ăn đi, từ sáng sớm Trương Dương đã ra ngoài mua bánh chẻo, ta đã đun một nồi canh chua cay rồi, chuẩn bị giã rượu. Trương Dương dẫn Tần Hoan mồ hôi nhễ nhại bước vào, Từ Lập Hoa xót cháu nói, sao con lại để cho Tần Hoan chơi mệt thế này, chưa phẫu thuật được bao lâu, không được vận động mạnh đâu. Trương Dương cười nói, không sao, nó đã gần như hồi phục hoàn toàn rồi, vận động một chút, tăng cường thể chất cũng tốt. Hắn cười với An Ngữ Thần nói, buổi chiều cô còn phải lên máy bay đấy, đừng đến muộn. Hôm nay An Ngữ Thần phải về Hồng Kông để ký hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, cô gật đầu, gắp bánh chẻo lên ăn, rồi khen, ngon quá. Từ Lập Hoa đưa một bát canh chua cay đến trước mặt cô, An Ngữ Thần vội vàng đỡ lấy. Lúc này mới nhìn thấy Kiều Mộng Yên và Thời Duy đều vào bếp giúp đỡ cả rồi, cô được nuông chiều từ bé, vì thế không có ý thức đó, Từ Lập Hoa so sánh ba cô gái này. Đương nhiên cảm thấy rằng An Ngữ Thần không được nết gì. Kiều Mộng Yên nói, An tiểu thư hôm nay phải về Hồng Kông sao? An Ngữ Thần gật đầu nói, buổi chiều nay tôi đi máy bay về, lần này tôi về là để giải quyết việc đầu tư trong nội địa. Kiều Mộng Yên mặc dù không vui, nhưng nghe đến chuyện kinh doanh, vẫn rất quan tâm, ồ. Việc đầu tư vào quảng trường thương nghiệp Nam Lâm tự mọi người định thế nào? An Ngữ Thần nói, kết quả có lẽ làm cho cô thất vọng rồi. Giờ việc đầu tư vào Giang Thành do tôi phụ trách, quyền khai phá quảng trường thương nghiệp Nam Lâm tự tôi không định chuyển nhượng. Kiều Mộng Yên không hề thất vọng, cô mỉm cười nói, để cho cô phụ trách càng tốt, chỉ là không biết An tiên sinh còn nhúng tay vào hay không. An Ngữ Thần lắc đầu. Kiều Mộng Yên nói, An tiểu thử, tôi muốn hợp tác với cô hơn. Câu này của Kiều Mộng Yên không hề giả tạo, dù là trên thương trường, thì mọi người đều thích những người hợp tác giữ chữ tín. Khi Kiều Mộng Yên quay về công ty, phát hiện xe của Từ Gia Dũng đang dừng ở đó, cô hơi ngớ người, nhưng vẫn bước vào công ty, Kiều Mộng Yên rất cứng rắn, cô không phải là loại người trốn tránh. Mộng Yên, Từ Gia Dũng đẩy cửa xe đuổi theo. Kiều Mộng Yên dừng bước, chỉ một đêm không gặp, mà Từ Gia Dũng tiều tụy hơn rất nhiều, trên người anh ta nồng nặc mùi rượu, mắt hơi sưng, nhìn điệu bộ của Từ Gia Dũng, Kiều Mộng Yên thấy thương xót, nhưng nghĩ lại hành vi điên cuồng của anh ta ngày hôm qua. Kiều Mộng Yên lại cứng rắn, cô lạnh lùng nhìn Từ Gia Dũng, nói, tìm tôi có chuyện gì không? Xin lỗi, anh, hôm qua anh như bị ma nhập vậy, ngay cả bản thân anh cũng không ngờ mình sẽ hành động điên cuồng như vậy, Mộng Yên. Từ Gia Dũng giơ tay định ôm lấy Kiều Mộng Yên. Kiều Mộng Yên lùi mấy bước, Gia Dũng, trước ngày hôm qua, tôi chưa từng nghi ngờ về tình cảm anh dành cho tôi, nhưng giờ đây, cô lắc đầu nói, tôi không biết rốt cuộc anh có yêu tôi hay không. Anh đính hôn với tôi rốt cuộc nhằm mục đích gì? Anh yêu em, Từ Gia Dũng vội vàng cất lời. Kiều Mộng Yên lắc đầu, đừng nói mấy chữ này, tôi không tin. Mặt Từ Gia Dũng trắng bệch, anh ta run rẩy, Mộng Yên. Anh thề, anh chưa từng nghĩ đến chuyện lợi dụng em, anh thật lòng thích em, anh. Tôi không tin, Kiều Mộng Yên rất kiên quyết. Từ Gia Dũng nói, em muốn anh làm gì em mới tin. Nếu như anh chết đi có thể chứng minh, thì anh chết cho em xem. Kiều Mộng Yên thở dài, có cần thiết phải vậy không? Gia Dũng, cho tôi một ít thời gian, cũng là cho anh một ít thời gian, để chúng ta bình tĩnh lại, để chúng ta suy nghĩ cho thấu đáo, giữa chúng ta rốt cuộc có phải là một sự sai lầm hay không. Nói xong cô quay người đi. Từ Gia Dũng nhìn sau lưng cô ấy, trong mắt đầy sự căm thù, hắn nghiến qua hai kẽ răng, Trương Dương, ta không tha cho ngươi. Có lẽ do tập đoàn Lam Tinh đặt nhà máy sản xuất ở Giang Thành, nên việc làm ăn ở Giang Thành nhộn nhịp hẳn lên, ông chủ Lý Thừa Càn vui vẻ suốt cả ngày. Đỗ Vũ Phong biết gần đây Trương Dương không được thuận lợi, hôm nay mời hắn ra uống rượu là muốn khuyên răn hắn vài câu, anh ta cũng gọi cả Khương Lượng, Ngưu Văn Cường, Triệu Tân Vĩ ra nữa. Hôm nay Trương Dương đến đây một mình, An Ngữ Thần đã về Hồng Kông,
Hồ Nhân Như cũng đi theo cô ấy, đi Hồng Kông và Highland chụp ảnh cho công ty quảng cáo, nhân tiện góp ý cho An Ngữ Thần, theo ý của Trương Dương, không thể để cho tên tiểu tử An Đạt Văn giành được nhiều lợi đến vậy. Trương Dương mang một thùng ngũ lương dịch đến, nhìn hai đĩa kim chi trên bàn không nhịn nổi nói, này ông chủ Lý, ông có thể gọi chút gì mới mẻ hơn không, lần nào cũng là thứ này vậy. Lý Thừa Càn cười bê lên một đĩa lạc, một đĩa rong biển nói, lần này là món nướng theo phong cách Hàn Quốc, anh không thích ăn kim chi, những khách khác đều thích ăn, tôi thấy không còn nhiều nữa nên để lại cho họ đấy. Đỗ Phú Phong nói, ông chủ Lý, phải xem chất lượng đấy. Lý Thừa Càn cười nói, yên tâm, các anh đều là khách của tôi. Triệu Tân Vĩ mở chai rượu Mao Đài, rót cho mỗi người một chén. Khương Lượng ngửi một hơi, thật thơm, mỗi lần tôi muốn uống rượu đều nghĩ đến Trương Dương. Triệu Tân Vĩ nói, tôi vốn còn lo anh nghèo đến độ không đủ tiền ăn cơm, xem ra sự lo lắng của tôi là thừa thãi rồi, còn có cả Mao Đài để uống nữa, sống còn sung túc hơn cả tôi. Trương Dương cười nói, đừng nói khái tôi, giờ đây tôi là người phạm sai lầm, không biết bao nhiêu người đang đợi cười vào mặt tôi kìa. Ngưu Văn Cường nói, cái đấy gọi là đánh chó rơi xuống nước đấy. Vừa đúng lúc Lý Thừa Càn bê lên một đĩa thịt chó nóng hổi, cả đám người cười ha ha. Trương Dương thở dài rồi nói, lần này tôi thật là thê thảm. Khương Lượng nói, thành phố cuối cùng quyết định thế nào? Trương Dương nói, miễn chức vụ của tôi, cảnh cáo xử phạt trong nội bộ đảng, trừ toàn bộ tiền thưởng năm 94. Triệu Tân Vĩ nói, còn đỡ mà, cảnh cáo xử phạt có phải là chuyện gì ghê gớm đâu, còn chút tiền thưởng đó thì vốn anh đã chẳng thèm để tâm đến nó. Còn về cái chức phó chủ nhiệm phòng chiêu thương, không làm thì cũng thôi, cái cũ không đi cái mới không đến, vì con đường thăng tiến về sau của anh, tôi thấy đây là việc tốt. Khương Lượng nói, có câu gì ấy nhỉ? Ngưu Văn Cường cướp lời, tái ông thất mã. Khương Lượng giơ ngón tay cái lên với anh ta, học vấn uyên thâm, đúng là học vấn uyên thâm. Ngưu Văn Cường tự đắc, chứ còn gì nữa, giờ đây tôi là học sinh tự học của khoa tiếng Trung trường Đại học Sư phạm Giang Thành đấy. Triệu Tân Vĩ nói, đúng là thanh niên văn học. Ngưu Văn Cường dương dương tự đắc gật đầu, tôi không phải bốc phét chứ. Trước kia khi tôi còn học trung học, những bài văn tôi viết hầu như đều là văn mẫu cả, toàn bộ đều được các bạn trong lớp học thuộc lòng lòng. Đỗ Vũ Phong nói, anh cứ bốc phét tiếp đi, dù sao thì bốc phét cũng chẳng ai đánh thuế. Anh chui vào trường sư phạm với cái lốt học sinh tự học, có phải là đã thích vị mỹ nữ nào ở đó không? Một câu nói làm cho Ngưu Văn Cường nóng bừng mặt. Anh ta cầm cốc rượu lên uống một ngụm. Trong đám người này có ba là cảnh sát, ánh mắt của họ rất sắc bén, từ hành động của Ngưu Văn Cường đã nhìn ra có chút gì đó không bình thường, Khương Lượng cười hì hì nói, có gì đó. Ngưu Văn Cường gật đầu nói, Cao Tăng ở Nam Lâm tự nói, năm nay tôi có số đào hoa. Triệu Tân Vĩ phì một tiếng, cái dáng vẻ của anh thế kia mà cũng có đào hoa rơi lên đầu cậu cơ à. Ngưu Văn Cường nói, ôi, ai bảo tôi đẹp trai làm chi? Đúng là chẳng làm thế nào được. Đỗ Phú Phong nói, làm người đừng có tự đắc vậy. Ngưu Văn Cường là loại người không giấu được chuyện gì, cuối cùng vẫn đưa một tấm ảnh cho mọi người xem. Tiểu nha đầu trong ảnh rất xinh, là học sinh năm 3 của trường Đại học Sư phạm Giang Thành. Triệu Tân Vĩ nói, tiểu lệ thì sao? Ngưu Văn Cường nói, bye bye rồi, cô ta chỉ biết đến tiền, đào của tôi hơn 40.000 tệ, rồi lại chạy đi theo thằng đầu bếp của Kim Khải Việt, mẹ kiếp. Trương Dương cười, sao tôi cảm thấy đầu óc anh hơi nhiều đất nhỉ? Mấy người đều đồng loạt gật đầu. Ngưu Văn Cường thu bức ảnh lại nói, đều là do hắn ghen ghét với tôi. Triệu Tân Vĩ nói, xem ra tôi cũng phải đi làm học sinh tự học ở trường sư phạm Giang Thành rồi, nếu không thì rau ngon đều bị lợn ăn hết mất. Ngưu Văn Cường trừng mắt, nói, mẹ kiếp, anh đang mắng ai đấy? Anh mới là lợn, đúng là lợn ghen ăn tức ở. Y ngắn. Khương Lượng cười, Trương Dương, hình như anh cũng đang tự học đúng không? Có gì hay ho nói ra cho mọi người nghe với, đừng để một mình tiểu tử này độc tấu. Trương Dương thật sự là đang tự học, hắn tự học ở trường đảng tỉnh, hắn cười nói, bên tôi là trường đảng, làm gì gặp được ai, nếu nhố nhăng ở trường đảng, thì tính chất không giống đâu. Ngưu Văn Cường nói, thôi đi, có chuyện gì anh không dám làm chứ? Triệu Tân Vĩ khuyên, hay là anh vào trường đảng đi? Như thế cũng tránh được nhiều bão tố. Câu nói của anh ta đã nhắc nhở Trương Dương, Trương Dương cầm cốc rượu lên nói, trước mắt ý kiến xử lý bằng văn bản vẫn chưa được, tôi phải ở Giang Thành. Khi nói chuyện điện thoại của hắn vang lên, cuộc điện thoại là của Cố Gia Đồng, mấy ngày này Cố Gia Đồng cũng chú ý đến việc Trương Dương đánh người đầu tư,
thậm chí cô còn vì Trương Dương chạy đi tìm cha, Cố Doãn Chi chẳng thèm để ý đến việc này. Với Cố Doãn Chi, có rất nhiều người có tác dụng trong chuyện này, nhưng nhất quyết không phải là ông ta. Trương Dương không muốn làm cho Cố Gia Đồng lo lắng, trong điện thoại hắn nói với cô ấy, mình đã hòa giải với An Đạt Văn cũng không truy cứu chuyện này nữa, Cố Gia Đồng lúc đó mới an tâm, cô biết rằng hiện tại Trương Dương đang tạm thời nghỉ làm, đề xuất Trương Dương đến Đông Giang một thời gian, gần đây cha cô sức khỏe không được tốt, nhân tiện gọi Trương Dương đến thăm bệnh cho ông. Trương Dương nói đợi đến lúc quyết định chính thức được đưa ra hắn sẽ đến Đông Giang. Khi đang uống rượu đến nửa chừng, Lý Thừa Càn đến uống cùng, hắn nhân tiện đưa ra đề nghị muốn bao luôn căng tin công ty Vị Thông, gần đây Vị Thông và Lam Tinh hợp tác, không ít nhân viên Hàn Quốc đã đến đây, vì thế Vị Thông đã thành lập một bộ phận đầu bếp Hàn, Lý Thừa Càn vì vậy mới nghĩ đến việc đó, anh ta không hề biết rằng trên thành phố đã bãi miễn chức vụ của Trương Dương. Trương Dương cũng không từ chối, hắn chỉ cần gọi một cú điện thoại cho Kiều Mộng Yên, thì Kiều Mộng Yên nhất định sẽ nể mặt hắn. Quyết định xử phạt đối với Trương Dương do Phó Thị trưởng Thường vụ Lý Trường Vũ đính thân tuyên bố. Vì thế Phòng Chiêu Thương và Phòng Cải cách Xí nghiệp còn mở một cuộc họp, ngay cả Tiêu Quế Đường báo bệnh nghỉ nhà cũng đã đến tham dự cuộc họp lần này. Mục đích của ông ta rất rõ ràng, đến để xem trò cười của Trương Dương. Lý Trường Vũ lần này không khẳng định những thành tích trong công việc của Trương Dương, chỉ nói lại những lỗi lầm hắn phạm phải gần đây. Lý Trường Vũ nói, theo quyết định của lãnh đạo thành phố, hành động của đồng chí Trương Dương đã ảnh hưởng đến hình tượng của Giang Thành chúng ta trong mắt những người đầu tư, vì vậy quyết định tiến hành xử lý với đồng chí ấy như sau. Ông ta dừng một lúc rồi nói, miễn nhiệm chức vụ phó chủ nhiệm phòng chiêu thương của đồng chí Trương Dương, công việc cụ thể sẽ do phó chủ nhiệm Tiêu Quế Đường đảm nhiệm, miễn chức vụ phó chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp của đồng chí Trương Dương, công việc cụ thể sẽ do đồng chí Mã Hoa Thành sắp xếp, xử phạt cảnh cáo đồng chí Trương Dương trong nội bộ đảng. Và trừ toàn bộ tiền thưởng năm 94 của đồng chí Trương Dương. Sau khi Lý Trường Vũ tuyên bố xong quyết định xử phạt, ngước đầu nói với mọi người, tôi hy vọng tất cả các vị cán bộ ở đây, có thể thấy được kinh nghiệm từ đồng chí Trương Dương, phải suy nghĩ kỹ lưỡng về hành động của mình, trong công tác về sau, cần phải chú ý thái độ và tác phong làm việc, học cách tạo dựng mối quan hệ tốt với những người đầu tư. Những lỗi lầm như thế này chúng ta không thể phạm lại lần nữa, không thể để cho nó phát sinh một lần nữa. Lúc này Tiêu Quế Đường cảm thấy rất vui vẻ, ông ta đắc ý quay ra nhìn Trương Dương, phát hiện thấy Trương Dương không có chút gì đau khổ, mà chỉ cười điềm đạm, chẳng giống bộ dạng bị phê bình gì hết, dường như đang được biểu dương vậy, trong lòng Tiêu Quế Đường thầm chửi, mẹ kiếp nhà ngươi đang đắc ý gì chứ? Lý Trường Vũ nói, thành phố rất coi trọng công tác của phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp, các anh là những bước đi đầu của chúng ta trong quá trình mở cửa đổi mới. Tôi hy vọng các đồng chí sẽ nhận thức được trách nhiệm và nghĩa vụ nặng nề trên vai mình. Lý Trường Vũ nói xong câu này, nhìn toàn bộ hội trường, hai đơn vị gộp lại cũng không được bao nhiêu người, Phó Thị trưởng Lý nhìn thấy được tất cả. Lý Trường Vũ vốn định hỏi mọi người có ý kiến gì không, nhưng lời đó lại bị nuốt vào trong. Ông biết rằng cơ sở quần chúng của Trương Dương ở phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp khá tốt, nếu có người đứng lên nói hộ hắn ta thì không được. Nhưng cuối cũng vẫn có người nói dùm cho Trương Dương. Người đầu tiên đứng ra là Chu Hiểu Vân, cô mở miệng nói, thị trưởng Lý, vốn tôi không có tư cách nói những lời này trong buổi họp hôm nay, nhưng tôi cảm thấy thật sự bất bình cho chủ nhiệm Trương ở phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp đều rất xuất sắc, không thể vì chuyện nhỏ nhặt này mà phủ nhận tất cả những thành tích chính trị anh ấy đạt được, tôi thấy lãnh đạo xử lý việc này không công bằng, tôi không phục. Cô vừa nói xong, Thôi Kiệt, Trần Kiến, Hà Thụ Lôi đều nói không phục theo. Ngay cả con trai Mã Hoa Thành Mã Đức Hoa cũng đòi nói. Trương Dương lúc này lên tiếng, mấy người làm loạn gì thế hả? Lãnh đạo đã quyết định, mọi người kêu cái gì? Im hết miệng cho tôi, làm việc cho tử tế vào. Một câu của hắn làm cho tất cả mọi người đều im bặt. Lý Trường Vũ nhìn Trương Dương, cố ý tỏ vẻ đồng cảm, Trương Dương, về sau hy vọng cậu sẽ rút ra được kinh nghiệm từ chuyện này, sửa đổi lỗi lầm của mình. Sau khi hội nghị kết thúc, Lý Trường Vũ gọi Mã Hoa Thành, Tiêu Quế Đường ở lại mở một cuộc họp nhỏ, đương nhiên là dặn dò họ làm cho tốt. Trương Dương xảy ra chuyện, công tác của phòng chiêu thương và phòng cải cách xí nghiệp đều không thể bỏ lỡ, cần phải do hai người bọn họ đảm nhiệm. Mã Hoa Thành còn hai tháng nữa là đã nghỉ hưu, ông ta không ngờ đúng lúc này Trương Dương lại xảy ra chuyện, mặc dù lúc họp ông ta không nói đỡ cho Trương Dương, nhưng giờ lại đề nghị, thị trưởng Lý, tôi thấy phạt tiểu Trương thế có phải hơi nặng rồi không? Dù sao thì cậu ấy cũng còn trẻ, tính tình mặc dù hơi nông nổi, nhưng dù sao công việc của cậu ấy làm cũng rất xuất sắc, hơn nữa,
việc cậu ấy làm lần này đâu có quan hệ gì với phòng cải cách xí nghiệp chứ. Ý của Mã Hoa Thành rất rõ ràng, Trương Dương dựa vào thân phận phó chủ nhiệm phòng chiêu thương đánh người, không hề phạm sai lầm trong công tác của phòng cải cách xí nghiệp, hà tất gì phải tước cả chức ở phòng cải cách xí nghiệp của cậu ta. Lý Trường Vũ nói, đây là chỉ thị của lãnh đạo, không thể dung thứ cho lần phạm lỗi này của Trương Dương. Tiêu Quế Đường đứng một bên nói, tôi thấy quyết định của lãnh đạo là đúng, nếu như phạm lỗi lầm mà vẫn không xử phạt, thì về sau thể chế chúng ta còn gì gọi là luật lệ nữa. Mã Hoa Thành biết ông ta hận Trương Dương, nên nói những lời này rất bình thường, thở dài nói, tôi đã già rồi, để tôi làm công tác của phòng cải cách xí nghiệp thật quá sức. Lý Trường Vũ nói, thành phố đã nghĩ đến sự phức tạp của công tác phòng cải cách xí nghiệp, lại nghĩ đến tình hình thực tế là ông sắp nghỉ hưu, nên đã sắp xếp cho ông một trợ thủ. Mã Hoa Thành hơi ngỡ ngàng, ai vậy? Tiêu Lâm. Trương Dương vừa nghe được tin Tiêu Lâm được thăng chức lên làm phó chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp, trong lòng rất khó chịu. Tiêu Lâm vốn là chủ nhiệm hội ủy khu khai phá Nguyên Khai, là cháu của phó thị trưởng Tiêu Minh, lúc đầu Trương Dương giúp anh ta làm cái chức chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp khu khai phá. Giờ đây mình vừa bị lấy xuống, Tiêu Minh đã vội vàng đưa cháu trai lên thế vào vị trí của mình rồi, điều này thật sự không được tốt lắm. Lý Trường Vũ nhận ra hắn có chút khó chịu, đứng trong vườn hoa của lão thị ủy vỗ vỗ vai hắn nói, cậu ấy à, phải nghỉ ngơi cho tốt vào, tạm thời đừng quản việc nữa, mấy phóng viên của đài truyền hình vừa rời đi, nghe nói tin tức cậu đánh An Đạt Văn vẫn còn phải phát nữa, cậu sắp trở thành nhân vật cả nước biết đến rồi. Trương Dương tức giận nói, đám phóng viên này chỉ giỏi làm loạn thêm lên. Lý Trường Vũ nói, công việc của người ta là vậy mà. Trương Dương nói, Tiêu Quế Đường chẳng ra gì, lại chẳng có năng lực, còn tham công, nếu như ông ta đảm nhận chủ nhiệm phòng chiêu thương, công việc của phòng chiêu thương đến đây là đặt dấu chấm hết. Lý Trường Vũ nói, làm gì nghiêm trọng đến thế, chủ nhiệm Tiêu là đồng chí kỳ cựu rồi, giác ngộ chính trị rất tốt. Trương Dương hỏi lại, giác ngộ chính trị là gì? Lý Trường Vũ ngớ ra, không biết phải giải thích với Trương Dương thế nào. Trương Dương nói, các ông miễn chức tôi đi, có điều chưa khai trừ tôi, giờ đây tôi thuộc vào đơn vị nào. Dù sao thì ông cũng phải tìm cho tôi một chỗ để móc nối tôi vào đó, nếu không thì tiền lương của tôi lĩnh thế nào. Lý Trường Vũ cười nói, thành phố chúng ta vừa xây dựng xong kho lưu trữ, cậu đến đó làm cố vấn đi. Cố vấn, Trương Đại Quan toát mồ hôi. Không lẽ vì việc này mình phải đối mặt với chuyện nghỉ hưu sớm ư? Lý Trường Vũ nói, không có công tác cụ thể gì đâu, chỉ là một cái danh thôi. Trương Dương nói, trong thành phố chúng ta còn bao nhiêu vị trí ăn cơm không thế này vậy? Lý Trường Vũ nhìn hắn ta không hiểu. Trương Dương nói, hôm nào đó tôi sẽ kéo hết tất cả bạn bè người thân của mình vào. Việc rời chức của Trương Dương đã gây ra một ảnh hưởng rất lớn cho phòng chiêu thương. Đầu tiên là Trương Duệ Dung bị đuổi việc vì nghỉ phép quá dài, sau đó là phó chủ nhiệm Thường Lăng Phong do đưa đơn xin nghỉ việc, ngay lập tức Tiêu Quế Đường cho anh ta nghỉ việc. Với những người nhân viên không trong biên chế này chẳng cần phải có thủ tục gì cả. Theo tính cách của Trương Dương, hắn không thể chịu nổi việc đó, nhưng Thường Lăng Phong đã gọi điện nói trước cho hắn, Tiêu Quế Đường đã muốn nhảy, thì để ông ta tự do bay nhảy mấy ngày. Phó chủ nhiệm phòng cải cách xí nghiệp mới Tiêu Lâm gọi điện cho Trương Dương mấy cuộc. Mời Trương Dương ra ăn cơm, anh ta là một người thông minh, biết rằng mình vào vị trí đó trong một thời gian mẫn cảm thế này sẽ làm cho Trương Dương không vui, vì thế muốn giải thích trước mặt Trương Dương. Trương Dương không có thời gian rảnh, hắn làm một thủ tục nghỉ ốm ở Bệnh viện Nhân dân, đến phòng làm việc bí thư thị ủy tìm Đỗ Thiên Giã. Đỗ Thiên Giã nhìn tờ giấy xin nghỉ ốm của Trương Dương, xin nghỉ phép cũng phải tôi phê chuẩn sao? Ông là bí thư thị ủy, tôi không tìm ông thì tìm ai? Đỗ Thiên Giã đưa bệnh án vất lên bàn, thị uy với tôi đấy có phải không? Mượn chuyện này để chút bỏ những bực tức trong lòng phải không? Trương Dương cười nói, không có, giờ đây tôi chỉ là một con chuột qua đường người người đuổi đánh, tôi sợ rồi, tôi muốn nghỉ ngơi, tôi không dây được với mấy người, tôi trốn đi cũng không được sao? Đỗ Thiên Giã nói, không cần phải xin nghỉ ốm, trường đảng có một lớp tu bổ cán bộ trẻ, đã báo danh vào đó cho cậu rồi, khóa học là một tháng. Giảng cho cậu làm thế nào tăng cường tính tự kỷ luật, làm thế nào để nâng cao tố chất người lãnh đạo, vừa vặn rất có ích với cậu, về sau cậu đi làm thủ tục đi. Trương Dương vừa nghe đã thấy buồn cười, hắn cười hì hì ngồi xuống bên cạnh Đỗ Thiên Giã, kéo ghế vào sát ông ta nói, gì nhỉ tôi vẫn được coi là cán bộ sao? Đỗ Thiên Giã chẳng khách sáo gì, tôi đâu có miễn chức phó sở của cậu, đương nhiên cậu là cán bộ rồi.
Trương Dương nói, ông bảo vệ tôi như vậy có phải là áp lực lắm không? Thật đó, tôi không muốn làm liên lụy đến ông, nếu như ông cảm thấy không dễ xử lý, thì thôi đi, tôi không muốn nợ ông món nợ tình người này. Đỗ Thiên Dã mắng, cút đi. Sao tôi nghe cậu nói thật chói tai? Trương Dương cười nói, tôi thật sự rất cảm động, sự cảm động phát ra từ tận đáy lòng, tôi đã phạm phải lỗi lầm lớn thế này, và bí thư Đỗ vẫn đồng ý cho tôi cơ hội, tôi thật là... Đỗ Thiên Dã nói, cậu đừng có lắm điều trước mặt tôi, đài truyền hình Trung ương sẽ phát tin tức về cậu đấy, tiểu tử nhà cậu mau tìm chỗ mà nấp vào đi, đừng để trở thành mục tiêu tìm kiếm của mọi người. Vâng, vâng, Trương Dương gật đầu lia lịa. Chương 325, nguyên nhân bệnh. Đỗ Thiên Dã lại nói, bên phòng chiêu thương sao thế? Thường Lăng Phong từ chức rồi, người này là một nhân tài hiếm có liên quan gì đến cậu không? Trương Dương nói, tuyệt đối không. Việc anh ấy từ chức tuyệt đối không có quan hệ gì với tôi. Đỗ Thiên Dã chau mày, cậu giúp tôi khuyên anh ấy một chút, không thể vì việc xử lý cậu ảnh hưởng đến công tác mà. Trương Dương nói, thôi, người đó rất cứng đầu, chưa chắc đã nghe tôi đâu. Đỗ Thiên Dã nói, cậu nhất định phải rút ra bài học kinh nghiệm từ chuyện này, con người ta không phải lúc nào cũng gặp may đâu. Trương Dương nói, lần này tôi xảy ra chuyện, đám người Triệu Dương Lâm đó nhảy rất cao, ông nghĩ thế nào? Đỗ Thiên Dã nói, có liên quan đến cậu sao? Trương Dương nói, bí thư Đỗ, điểm yếu lớn nhất của ông là quá thật thà, với đám hồ ly tinh đó, lúc cần ra tay thì vẫn phải ra tay, nếu không tóm được cái đuôi cáo của chúng, thì bắt cáo con. Đỗ Thiên Dã sáng bừng mắt, câu này của Trương Dương làm cho ông ta nghĩ ra rất nhiều điều. Lần này Trương Dương đến Đông Giang học tập rất khiêm nhường, hắn quyết định đi tàu hỏa đến Đông Giang, Tần Hoan biết hắn muốn đi, tất nhiên là không muốn rời. Trương Dương khó khăn lắm mới dỗ được Tần Hoan, bắt xe đến bến tàu hỏa, trong phòng chờ tàu gặp Phương Văn Đông cũng đến Đông Giang làm việc như hắn. Từ lúc Phương Văn Nam vào tù, tập đoàn Thịnh Thế đã mất đi trụ cột lớn. Giờ đây chỉ còn lại việc kinh doanh ở nhà ăn và khách sạn, quy mô nhỏ hơn không chỉ một nửa so với trước kia. Trương Dương rất đồng tình với hoàn cảnh lúc này của Phương Văn Nam, hắn nhắc đến chuyện không lâu trước đó Phương Văn Nam tự sát. Phương Văn Đông nói, chỉ là nhất thời nghĩ không thông mà thôi, anh tôi sau khi trải qua chuyện đó, đã thay đổi hẳn, giờ đây cả ngày đều xem kinh Phật, anh ấy nói sau khi ra tù sẽ xuất gia. Trương Dương nói, dựa vào năng lực của anh ấy, sau khi ra tù nhất định sẽ làm cho mọi thứ quật khởi. Phương Văn Đông cảm khái nói, từ sau khi Hải Đào mất, anh trai tôi chẳng còn thiết tha gì nữa, có lúc tôi nghĩ, có phải là tôi đã hại anh ấy rồi hay không? Chuyện Phương Văn Nam mưu sát Điền Bân là do chính anh ta báo cáo với cảnh sát. Trương Dương nói, con người ta sống cả một đời, lên lên rồi lại xuống xuống, ai mà nói cho rõ được chứ? Hắn hỏi về tình hình của tập đoàn Thịnh Thế. Phương Văn Đông thở dài nói, ngày càng đi xuống, tôi đã bán chi nhánh của Lam Sơn và Nam Thích đi rồi, lần này đến Đông Giang là để đàm phán đầu tư. Trương Dương chẳng hứng thú gì với việc kinh doanh, không hỏi tiếp nữa. Phương Văn Đông cũng biết gần đây Trương Dương gặp phiền phức, cũng không nói kỹ. Chuyến tàu cập bến Đông Giang lúc 8 giờ tối, không gian lất phất mưa bay, Trương Dương bước xuống tàu, đã nhìn thấy Cố Gia Đồng đứng ở ngoài chờ hắn, trong lòng cảm thấy ấm áp. Cố Gia Đồng mặc chiếc áo gió màu xanh lam, eo cô rất thon, làn da trắng ngần, dường như trên đó đang lấp lánh ánh sáng, lông mày cong cong, trên cặp lông mày đen có hơi nước đọng, làm cho gương mặt cô như tranh vẽ. Ánh mắt Trương Dương ngừng lại trên bờ môi hồng của cô, mím mím môi, trong lòng đột nhiên cảm thấy rất xúc động, muốn hôn lên môi Cố Gia Đồng, nhưng ở đây là chỗ nhiều người qua lại, Trương Đại Quan cũng biết ngượng, phải khiêm nhường. Cố Gia Đồng đã nhận ra ý định của hắn, cô cười, trên mặt lộ ra hai núm đồng tiền, lên xe đi rồi nói. Trương Dương cầm chiếc ô, che cho Cố Gia Đồng khỏi ướt, trận mưa đêm đã trở thành một lớp màn che đi hai người họ, tay hắn ôm vào eo Cố Gia Đồng. Cố Gia Đồng dựa người vào lòng hắn, ngước mặt lên, Trương Dương vội đặt một nụ hôn lên môi cô, hai tay Cố Gia Đồng ôm Trương Dương chặt hơn nữa, cảm giác này làm cô say, làm cô đê mê, cô muốn giữ lại thứ cảm giác này, mãi mãi. Trương Dương ghé sát vào tai cô thì thầm, anh muốn. Cố Gia Đồng đỏ mặt đánh lên người hắn, hai người dìu nhau bước đi trong cơn mưa, trong đầu nghĩ lại đêm mưa ở Bắc Kinh, con đường đó, cơn mưa đó, bốt điện thoại đó. Đến nhà để xe. Vào trong chiếc ben của Cố Gia Đồng, Cố Gia Đồng bất chấp tất cả ảo đến, trèo lên lòng Trương Dương, ôm lấy cổ hắn, mãnh liệt hôn lên môi hắn. Trương Dương đã kịp phản ứng lại, không khí trong xe đột nhiên trở nên ấm cúng, tất cả đều diễn ra âm thầm,
chiếc biểu tượng xe Ben ở đầu xe như cánh hoa, không ngừng rung rinh run rẩy. Cố Gia Đồng như một chú cừu non, nằm yên tĩnh trong lòng Trương Dương. Trương Dương nhìn thời gian, đã là 10 giờ 15 phút rồi, hai người vẫn ở trong nhà để xe. Trương Dương thò tay ra vuốt làn tóc của Cố Gia Đồng, nhẹ nhàng nói, em có đói không? Không đói, no lắm. Trương Đại Quan cười danh mãnh, mặt Cố Gia Đồng chợt nóng bừng, đứng dậy véo tai hắn, anh thật là vô lại. Trương Dương nói, nếu không đi, thì nhà gửi xe phải thu vé gửi qua đêm rồi đấy. Cố Gia Đồng chỉnh lại quần áo của mình trong bóng tối, mở chiếc gương trang điểm ra, thấy tóc mình hơi xù, vội đỏ mặt, quay người đi. Trương Dương cười rất vô sỉ, nhưng với Cố Gia Đồng, thì cô lại cảm thấy thật dễ thương. Có lẽ là để chuyển sự chú ý, Cố Gia Đồng thò tay mở chiếc máy thu âm, lúc này đang có thời sự, tối qua ở nhà để xe tiểu khu Minh Nam phát hiện hai xác chết trên một chiếc xe Satana. Nạn nhân là một nam một nữ, hai người chết trong tình trạng không còn mảnh vải che thân. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân dẫn đến cái chết của hai người là thiếu không khí. Cố Gia Đồng nghe vậy vội vàng mở cửa xe, Trương Dương cười ha ha. Cố Gia Đồng nói, anh còn cười à? Trương Dương khởi động chiếc xe, phóng ra khỏi nhà để xe. Cảnh mưa trên hồ Thu Hà thật đẹp, Trương Dương và Cố Gia Đồng ngồi trên một căn phòng tầng 2, mặc dù không được tắm ánh nắng mặt trời, nhưng có thể nghe thấy tiếng mưa tí tách đập vào cửa kính, đằng xa xa là cảnh đêm lờ mờ trong lớp mưa răng mắc. Trương Dương cầm chén rượu vang cùng ly với Cố Gia Đồng, cạn ly vì chúng ta đã thoát chết. Cố Gia Đồng biết rằng hắn đang nói đến tin tức vừa rồi nghe, đỏ bừng mặt nói, anh không thể nói câu nào tử tế hơn à. Trương Dương nói, anh là một người thật thà. Cố Gia Đồng lườm hắn ta, rồi nhẹ nhàng nói, việc của An Đạt Văn xử lý xong rồi à. Trương Dương gật đầu, chẳng có chuyện gì to tát, anh ta đã không truy cứu nữa, trong thành phố cũng đã có hình thức xử phạt với anh rồi. Việc học tập của anh ở trường đảng tháng này là lao động cải tạo. Cố Gia Đồng nói, em còn định đến Giang Thành để thăm anh, nhưng gần đây sức khỏe của cha em không được tốt. Sáng hôm nay em đã đưa ông đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, bác sĩ bảo ông phải nghỉ ngơi nhiều. Trương Dương nói, ngày mai anh đi thăm ông. Cố Gia Đồng nói, tối mai đi, tối ngày mai cha em có ở nhà. Cô đặt chén rượu xuống nói, may mà anh đã đề cử cho em Thường Hải Thiên, người này thật sự rất có năng lực. Có thể làm việc độc lập, nếu không thì Nhân Như đi rồi, em thật sự không biết sẽ bận thế nào. Trương Dương nói, Nhân Như đến Hồng Kông, đi đăng ký cho công ty quảng cáo rồi. Cố Gia Đồng gật đầu nói, em biết, giữa chúng em luôn liên lạc với nhau mà, cô ấy có chuyện gì thì sẽ nói với em ngay. Cố Gia Đồng dừng một lúc rồi nói, cả chuyện của anh nữa. Trương Dương cười ha ha, anh đã biết từ lâu cô ấy là tai mắt em gài bên anh rồi mà. Cố Gia Đồng mắng, cô ấy rất gần gũi với anh. Trương Dương bị câu này của Cố Gia Đồng làm cho hơi ngược, quan hệ ám muội của hắn và Hồ Nhân Như, Cố Gia Đồng thừa biết, có điều không nói ra, điểm này Cố Gia Đồng làm rất tốt, Hồ Nhân Như cũng làm rất tốt, cô biết vị trí của mình, từ trước đến nay chưa từng tranh sủng với Cố Gia Đồng. Cố Gia Đồng không hề muốn nói đến vấn đề nhạy cảm này, cô dịu dàng nói, nghe nói anh nhận một đứa con trai. Trương Dương nói, tên là Tần Hoan. Cũng là con trai nuôi của em, nếu gặp nó em nhất định sẽ thích. Cố Gia Đồng cười, nhẹ nhàng nói, ở cái tuổi này của em, phần lớn mọi người đã làm mẹ rồi. Trương Dương trong lòng chợt ngẩn ra, ngay lập tức cảm thấy áy náy, Cố Gia Đồng đã 27 tuổi, thật sự đã đến tuổi làm mẹ rồi, nhưng gia đình và thân phận của cô ấy quyết định, cô không thể như ý muốn. Trương Dương giơ tay ra, ôm chặt lấy Cố Gia Đồng, nhìn gương mặt của cô, nhẹ nhàng nói, tin anh đi, không lâu sau. Chúng ta sẽ có một đứa con của chính chúng ta. Cố Gia Đồng đỏ mặt đẩy hắn ra, nói, ai mà muốn sinh con cho anh cơ chứ? Anh mơ đấy à, nhưng trong lòng cô lại rất ấm áp, rất muốn vậy. Có điều cô biết hiện thực, mình và Trương Dương không thể nào đến được với nhau, trong lòng cô đã chấp nhận sự thật trở thành người tình của Trương Dương, cô không dám nghĩ đến chuyện về sau, giờ đây cô đã rất mãn nguyện rồi. Cố Gia Đồng nói, có phải anh đã gặp Dưỡng Dưỡng ở Bắc Kinh? Trương Dương gật đầu, gặp mấy lần rồi, anh gặp cô ấy lúc đi thăm Minh Kiến, có một cậu đang theo đuổi cô ấy. Cố Gia Đồng cười nói, em biết, là Giang Quang Á, là cháu của Phó Thủ tướng tiền nhiệm Giang Đạt Dương, bố mẹ cậu ta làm ăn, điều kiện gia đình rất tốt. Trương Dương nói, điều kiện của ngay bản thân Giang Quang Á cũng rất tốt, anh thấy cậu ta cũng không tồi đâu. Cố Gia Đồng nhấp một ngụm rượu, hai mắt nhìn Trương Dương. Trương Dương bị cô ấy nhìn hơi khó chịu.
nói, sao lại nhìn anh như vậy? Cố Gia Đồng nói, Dưỡng Dưỡng thích anh. Trương Đại Quan rất khó xử, nói cái gì nhỉ, em đang nói vớ vẩn gì vậy? Sao lại có thể thế được, anh luôn coi cô ấy là em gái. Cố Gia Đồng nói, anh coi nó là em gái, nhưng nó lại không coi anh là anh trai, em là chị nó, em có thể nhận ra, nó thích anh. Trương Đại Quan thở dài, việc này có hơi không hay nhỉ. Cố Gia Đồng nói, còn nhớ trước kia em đã từng nhắc nhở anh, cách Dưỡng Dưỡng xa một chút, nó rất sùng bái anh, không những xem anh là ân nhân cứu mạng, mà còn xem anh là người tình lý tưởng, tiểu nha đầu đó nghĩ như vậy đấy. Trương Dương thở dài, cô ấy là em vợ của anh thật sự không có ý định làm gì vớ vẩn. Cố Gia Đồng thấy dáng điệu mồ hôi đầy trán của hắn, chợt cười lên, đưa cho Trương Dương một tờ giấy để lau mồ hôi, anh xem anh kìa, em có nói anh cái gì đâu. Dù sao thì anh nhớ lấy cho em, về sau phải để ý vào, đừng để cho tiểu nha đầu đó lại nghĩ thế lần nữa. Trương Dương cười nói, nghe câu này của em, sao anh cảm thấy mình như một mối hiểm họa lớn vậy? Anh chính là một mối hiểm họa lớn. Vậy mà em còn đối xử tốt vậy với anh. Cố Gia Đồng thở dài một tiếng, kiếp trước em nợ anh, có câu gì ấy nhỉ, em không vào địa ngục thì ai vào. Anh có muốn hại thì hại em đây này, em quyết định hy sinh bản thân. Câu này là em nói đấy nhé, về sau đừng có hối hận. Trương Dương gặp bí thư tỉnh ủy Cố Doãn Chi lần này, cảm thấy ông ấy đã già đi rất nhiều, khi bước vào căn phòng số 9, nghe thấy tiếng ho của Cố Doãn Chi. Cố Doãn Chi biết được Trương Dương sẽ đến, ông ăn mặc rất thoải mái ở nhà, chỉ mặc một bộ ngủ màu ghi, đeo kính, ngồi ở phòng khách đọc báo. Trương Dương đã ăn xong cơm mới đến, hắn mang đến cho Cố Doãn Chi một chiếc đĩa sứ Triều Minh, chiếc đĩa này do hắn bỏ 500 tệ ra mua ở thị trường đồ cổ, ở ngoài không quá đẹp, hắn biết tính khí của bí thư Cố, những đồ quá đắt Cố Doãn Chi nhất định không nhận, ông không quan tâm đồ sứ đó có đắt không, mà ông hứng thú với lịch sử đằng sau đồ sứ đó. Cố Doãn Chi cầm chiếc đĩa lên nhìn, từ lò dân mà ra, có lẽ là Triều Minh, chất lượng không được tốt lắm, bao nhiêu tiền? Trương Dương thật thà nói, 500. Cố Doãn Chi lắc đầu nói, không đáng, nhiều nhất là 200. Trương Dương cười nói, ông giữ lại chơi đi. Cố Doãn Chi cũng chẳng khách khí với hắn, đặt chiếc đĩa lên bàn trà, nói với Cố Gia Đồng, tí nữa con đưa tiền cho cậu ấy. Cố Gia Đồng gật đầu, thật ra trong lòng mọi người đều hiểu. Cố Gia Đồng nhất định sẽ không đưa tiền cho Trương Dương, đưa cho Trương Dương hắn cũng không lấy, nhưng câu này bí thư Cố phải nói. Cố Doãn Chi gỡ bộ kính trên mắt xuống, day day mũi, già rồi. Gần đây sức lực không được như trước kia nữa rồi. Rồi ông lại ho hai tiếng. Trương Dương bảo ông giơ tay ra để hắn chẩn mạch, phát hiện cơ thể của Cố Doãn Chi không có vấn đề gì lớn lắm. Hắn mỉm cười nói, lần trước tôi có dạy cho bí thư Cố chút công phu ngồi thiền đó, ông có còn tập không? Cố Doãn Chi nói, ngày nào cũng tập, nhưng cơ thể vẫn không được như trước nữa. Trương Dương nói, cơ thể của ông chẳng có vấn đề gì cả, ho thì dễ giải quyết thôi, tí nữa tôi kê cho ông ít thuốc, bảo chị Gia Đồng sắc thuốc cho ông uống, bảo đảm khỏe lên ngay. Cố Doãn Chi nói, nhưng gần đây tôi cứ hay buồn ngủ, làm việc gì cũng mất tinh thần. Trương Dương nói, bí thư Cố sắp sửa nghỉ hưu rồi. Trong ánh mắt Cố Doãn Chi có hơi thất vọng. Không ai hiểu nguyên nhân bệnh của ông ấy bằng ông ấy, câu này của Trương Dương đã nói đúng vào chỗ đó, còn hơn 3 tháng nữa là ông ấy nghỉ hưu, có tính ra thì cũng được 100 ngày. Trước kia, ông ấy luôn tưởng rằng mình đã chuẩn bị rất tốt cho việc nghỉ hưu, nhưng khi thật sự đối mặt với nó, Cố Doãn Chi phát hiện ra mình vẫn có chút không muốn rời. Cố Gia Đồng cảm nhận được sự thay đổi của cha, nhẹ nhàng nói, hai người nói chuyện nhé, con đi pha trà. Trương Dương nói, con người ta khi đối diện với sự thay đổi to lớn, sự biến đổi trong lòng sẽ phản ánh thành sự thay đổi trong sinh lý, với tất cả mọi người, điều đó đều bình thường. Cố Doãn Chi nhấc một cái đệm đặt vào sau lưng, tìm một tư thế thoải mái hơn ngồi dựa vào ghế sofa, lúc này cậu đến Đông Giang làm gì? Trương Dương không giấu giếm, tránh nạn chính trị. Cố Doãn Chi cũng nói thẳng, nghiêm trọng vậy ư, không sợ bị lôi về à? Trương Dương nói, không sợ. Tôi bị đuổi ra ngoài đây. Cố Doãn Chi đã nghe con gái nhắc đến chuyện của Trương Dương, ông cũng không chú ý lắm, một mặt là đối với ông, đây cũng chẳng phải là chuyện to tát gì, còn một nguyên nhân khác nữa, đó là Trương Dương là con rể tương lai của Tống Hoài Minh, lại là con nuôi của Phó Thủ tướng Văn, việc này chẳng đến phiên ông quản. Trương Dương nói, tôi đã bị miễn chức, thành phố bảo tôi đến trường đảng tham gia lớp huấn luyện cán bộ thanh niên.
Cố Doãn Chi nói, dành chút thời gian học tập cũng không phải là chuyện xấu. Cố Gia Đồng bưng ấm trà mới vừa pha vào, rót một cốc cho cha, rồi rót một cốc cho Trương Dương. Cố Doãn Chi nói, Gia Đồng, chẳng phải con đã đi học trà đạo rồi sao? Không để cho chúng ta thưởng thức xem à? Cố Gia Đồng cười nói, phức tạp lắm ạ, con không nhẫn nại được. Cố Doãn Chi cười ha ha, nếu nói đến việc không nhẫn nại được thì phải nói Trương Dương mới đúng, một chủ nhiệm phòng chiêu thương như anh đánh cả người đầu tư, thật là chuyện cười lớn. Trương Dương cầm cốc trà lên hít một hơi, nhấm một ngụm rồi nói, lần này tôi gây ra sự phiền phức lớn cho bí thư Đỗ rồi, một đám thường ủy nhân cơ hội này nhảy lên. Môi Cố Doãn Chi nở một nụ cười, ông biết rằng Trương Dương đang muốn truyền tín hiệu cho mình, có thường ủy làm khó Đỗ Thiên Giã, việc này thật sự là hơi kỳ quái. Đỗ Thiên Giã vừa lên chức, nhậm chức chưa được bao lâu, trong hơn 4 năm đó, Đỗ Thiên Giã là lãnh đạo số 1 ở Giang Thành, trước đó Cố Doãn Chi cũng đã từng tìm hiểu, Đỗ Thiên Giã có năng lực có quyền lực, trước đó ông ta luôn làm cho đám thường ủy sợ một phép, nhưng lần này Trương Dương vừa xảy ra chuyện, trong thường ủy Giang Thành đã có người muốn nhảy lên. Việc này thật bất thường, cần phải biết Đỗ Thiên Giã có nhiều mối quan hệ, hơn nữa, ông ta nắm được Giang Thành, Phó Thủ tướng Văn có tác dụng rất lớn. Ở Bình Hải, Cố Doãn Chi và Tống Hoài Minh đều rất hài lòng về Đỗ Thiên Giã, có người đứng đằng sau như vậy, sao đám thường ủy Giang Thành lại dám công khai hát trái điệu với ông ta cơ chứ? Xúc giác chính trị của Cố Doãn Chi rất nhạy bén, ông đột nhiên ý thức được rằng sự biến đổi đó tuyệt đối không phải là ngẫu nhiên. Trước khi mưa to gió giật, có thể nhìn thấy ếch nhái nhảy, có thể nhìn thấy chim yến loạn quạng, có thể nhìn thấy kiến rời tổ, những hiện tượng rất bình thường này báo hiệu một sự thay đổi. Chính trị cũng như vậy. Cố Doãn Chi im lặng một lúc lâu. Cần phải nói đến việc sự thay đổi trong cơ cấu chính trị ở Bình Hải là ông, mấy tháng nữa ông sẽ nghỉ hưu, ông đã đề cử Tống Hoài Minh với cấp trên, qua thời gian này ông ta quan sát Tống Hoài Minh, phát hiện rằng Tống Hoài Minh là một người có năng lực, mặc dù ở một vài quan điểm cũng không giống với ông ta, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự tán đồng của ông đối với Tống Hoài Minh. Sự nâng đỡ của Văn Quốc Quyền với Tống Hoài Minh cũng rất rõ ràng. Cố Doãn Chi từ trước đến giờ luôn tưởng rằng Tống Hoài Minh sẽ tiếp nhận công việc của ông một cách thuận lợi, nhưng những lời này của Trương Dương, làm cho ông trở nên cảnh giác. Cố Gia Đồng thấy cha trầm tư không nói gì, biết rằng ông đang suy nghĩ vấn đề, lặng lẽ đến đằng sau ông, đấm bóp hai bờ vai cho ông. Cố Doãn Chi nhắm nghiền mắt nói, sau khi về hưu, tôi định đến Nam Tích sống. Cố Gia Đồng hơi ngớ người, không biết tại sao cha mình đột nhiên nói đến chuyện nghỉ hưu. Trương Dương nói, nghỉ hưu rồi cũng vẫn phải cống hiến, đây là đặc sắc của đảng chúng ta mà. Cố Doãn Chi cười nói, đã ở trên sĩ đồ bao nhiêu năm nay, tôi cũng mệt rồi, Nam Tích là quê của tôi chuẩn bị đến đó ở. Đầu ông lắc lư theo từng nhịp đấm bóp của Cố Gia Đồng, Gia Đồng, cha còn nhớ con có nhà ở Nam Tích đúng không? Cố Gia Đồng nói, nhà gì ạ, chỉ là một cái lều cũ ở Tây Thiều cổ trấn thôi. Là của cha để lại đấy chứ. Mấy năm trước chính phủ trấn Tây Kiều đã tìm đến đó, nói là căn hộ đó là của ông con, cha không lấy, họ lại tìm đến con thấy thủ tục đầy đủ cả, đúng thật là chỗ của chúng ta nên đã lấy về, tất cả gồm một gian rưỡi, lúc đó con đến đó một lần, vừa vặn đúng lúc mấy nhà bên cạnh đều muốn bán, thế là con đã mua về, gọi người đến sửa lại một chút, hai năm rồi cũng chưa về đó. Cố Doãn Chi nói, con xem đi về đó thu dọn chút đi. Cố Gia Đồng nói, cha thật sự muốn về thị trấn nhỏ đó sống ư. Cố Doãn Chi nói, không biết tại sao, gần đây cha thường xuyên mơ thấy hình ảnh của quê hương, mơ thấy hồi còn nhỏ. Trương Dương nói, có thể là làm quan làm đến cảnh giới này của ông, bắt đầu tìm đến những thứ chân thực nhất rồi. Nói đến đây, hắn bỗng nghĩ lại Kiều Chân Lương, chợt cười nói, thời gian trước, trên đường đến núi Thanh Đài, xe của tôi bị hỏng, vừa đúng lúc đó gặp được một người trung niên. Mặc một bộ quần áo như một ông thợ sửa xe vậy, còn giúp tôi sửa xe, về sau này tôi mới biết, hóa ra là một cán bộ lớn. Cố Doãn Chi hứng khởi, ai thế? Nói ra xem nào, không biết chừng ta còn quen đấy. Trương Dương nói, bí thư tỉnh ủy tỉnh Vân An Kiều Chấn Lương. Cố Doãn Chi mở to hai mắt, ông đã ý thức được điều gì đó, mặc dù trong lòng không thể xác định chắc chắn, nhưng ông ta biết rằng, Kiều Chấn Lương không phải tự nhiên chạy đến Giang Thành. Từng tín hiệu dồn dập đập vào tai ông ta đã bắt đầu đoán định được hướng đi tương lai của việc này. Cố Gia Đồng nói, ông ta đến thăm Kiều Mộng Yên. Trương Dương gật đầu, nói, hai vợ chồng Kiều Chấn Lương hình như rất không thích Từ Gia Dũng. Cố Doãn Chi ngáp, rồi nói, ôi già rồi, chưa đến 9 giờ,
mà đã buồn ngủ rồi. Trương Dương nghe ra bí thư Cố đã ra lệnh đuổi khách, ngay lập tức đứng dậy cáo từ. Cố Gia Đồng giả vờ tiễn Trương Dương đến cổng, nói nhỏ, anh về trước đi, chút nữa em sẽ qua. Trương Dương cười nói, vẫn còn sớm, anh đi tới chỗ Viên Ba xem thế nào, lâu lắm không gặp rồi. Cố Gia Đồng nhẹ nhàng nói, chút nữa em gọi điện cho anh. Trương Dương gật đầu, quay người đi. Từ lúc Viên Ba tiếp nhận Vọng Giang Lầu, việc làm ăn rất tốt, giờ đây anh ta đã mở một tiệm chi nhánh ở khu Phổ Ninh. Khi Trương Dương đến tìm anh ta, Viên Ba đang ngắm nghía chiếc 386 của anh ta. Thấy Trương Dương bước vào, Viên Ba vừa ngạc nhiên vừa vui vẻ, Trương Dương. Anh đến từ bao giờ thế? Sao lại không nói cho tôi biết một câu, ăn cơm chưa? Trương Dương cười nói, ăn rồi, chỉ đến chỗ anh ngắm nghía chút thôi. Viên Ba nói, tôi bảo người đi chuẩn bị ít rượu với đồ nhắm, anh em ta uống mấy chén. Trương Dương lắc đầu đáp, tôi no lắm không uống được nữa đâu, tôi đến Đông Giang là để học tập, phải ở đây một tháng kìa, còn nhiều lúc cần phải làm phiền anh. Viên Ba cười nói, được, tôi rất hoan nghênh. Trương Dương đi đến trước mặt chiếc máy vi tính của anh ta, Viên Ba đang đánh điện tử. Viên Ba nói, người ta cứ nói phải đi cùng công nghệ nên tôi cũng mua một chiếc về học dùng xem sao. Không học thì thôi, vừa học đã giật thoát mình, hóa ra tôi sắp thành mù chữ rồi. Anh ta bảo người phục vụ mang một bình nước chanh lên. Trương Dương cũng khát rồi, rót một cốc uống, Viên Ba, gần đây phải chuẩn bị cho tôi mấy bàn tiệc đấy, tôi mời mấy người bạn. Viên Ba cười nói, đừng lo, Vọng Giang Lầu, Ngô Việt, còn có cả Bảo Thực Nguyên ở khu Phổ Ninh nữa, anh muốn đi đâu thì đi đến đấy. Anh ta cũng nghe nói chuyện phiền phức của Trương Dương, quan tâm hỏi, nghe nói anh xảy ra một số việc, cuối cùng thế nào rồi? Trương Dương cười nói, còn nói thế nào được nữa, giờ thì nghỉ ngơi thôi. Họ bảo tôi đến trường đảng nhận sự giáo dục, còn về vấn đề công việc, thì về sau sẽ tính. Viên Ba nói, anh đều đến tỉnh làm đi, nơi miếu nhỏ Giang Thành đó không đủ chỗ để dung nạp Bồ Tát lớn như anh đâu. Anh đã xem trọng tôi quá rồi, tôi chỉ là một phó sở, đến tỉnh để làm gì chứ? Nguyên tắc của tôi là thà sứ mù thằng chột làm vua còn hơn đến đó bị người ta bắt nạt, để tôi đi theo đằng sau đít mấy công thính trưởng sở trưởng, thì tôi chịu không nổi. Viên Ba cười nói, ai mà dám để con rể tương lai của bí thư tỉnh ủy đi đằng sau đít mình cơ chứ? Trương Dương nói, anh nói linh tinh gì thế? Viên Ba nói, tôi nào có nói linh tinh, ai mà không biết bí thư Cố của chúng ta sắp sửa nghỉ hưu rồi, tỉnh trưởng Tống tiếp nối con đường của ông ta là điều đã được định trước rồi. Anh ta vỗ vỗ vai Trương Dương nói, con mắt của tiểu tử nhà anh hay lắm đấy, tỉnh trưởng Tống rất có tiền đồ, có một ông bố vợ như thế, thì tiền đồ của anh cũng rộng mở rồi. Trương Dương cười nói, tôi không thích dựa vào người khác. Hắn đến chỗ Viên Ba để giết thời gian, hay là để nói về chuyện của Phương Văn Nam, ở bến tàu hỏa hắn gặp Phương Văn Đông, làm cho Trương Dương rất đồng cảm, Viên Ba và Phương Văn Nam là bạn học cũ, giờ đây Phương Văn Nam không may mắn, Trương Dương hy vọng người bạn học cũ này có thể giúp Phương Văn Nam một tay. Nhắc đến tình hình của Phương Văn Nam, Viên Ba cũng rất cảm khái, anh ta nói, không lâu sau khi Phương Văn Nam tự sát, tôi còn đến nhà tù thăm anh ấy. Giờ đây anh ấy nhìn thấu tất cả rồi, đi đến bước đường ngày hôm nay, toàn bộ đều trách anh ta. Tập đoàn Thịnh Thế đã xong, về sau Phương Văn Nam ra tù rồi cũng không thể làm kinh doanh được nữa. Trương Dương nói, trên đường đến đây tôi đã gặp Phương Văn Đông, nghe nói Phương Văn Nam muốn đi tu. Viên Ba gian manh nói, tôi không thích Phương Văn Đông, không phải là tôi ám chỉ việc anh ta báo cho cảnh sát, nếu là tôi cũng sẽ làm như thế, chỉ có điều tôi thấy Phương Văn Đông báo cho cảnh sát là có động cơ riêng cả. Trương Dương nói, anh muốn nói anh ta muốn nuốt trọn gia sản của Phương Văn Nam. Viên Ba nói, giờ nói những thứ này chẳng có ích gì nữa rồi, dù sao thì mọi chuyện đã xong, Phương Văn Nam không để tâm, thì những người ngoài như chúng ta hà tất phải chú ý đến nó chứ. Trương Dương còn chưa kịp ngồi ấm mông thì điện thoại của Cố Gia Đồng đã vang lên, xe cô đang đỗ ngoài Vọng Giang Lâu. Trương Dương chào Viên Ba rồi đi ra ngoài Vọng Giang Lâu, chui vào trong chiếc Ben của Cố Gia Đồng, hôn lên môi Cố Gia Đồng. Khi Cố Gia Đồng đang chuẩn bị lái xe, Trương Dương nói, đợi chút. Cố Gia Đồng không hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn theo ánh mắt của Trương Dương, thì thấy một cô gái xinh xắn ba vòng rõ rệt chui vào một chiếc xe Ben màu đen. Cố Gia Đồng mắng, đúng là đồ háo sắc. Trương Dương không giải thích với cô ấy, đẩy cửa xe bước xuống, đến trước mặt chiếc xe đó, gõ gõ cửa xe rồi cười nói, lão Chu, lâu lắm không gặp. Cánh cửa xe chậm chậm hạ xuống. Lộ ra vẻ mặt tươi cười của một người đàn ông trung niên,
đó chính là Chu Vân Phàm vì chuyện buôn lậu xe chạy khỏi Đông Giang. Chu Vân Phàm thò bàn tay đầy nhẫn kim cương, bắt tay Trương Dương, gọi tôi là Ras, tôi là người Ấn Độ. Trương Dương ngơ ngác nhìn tên này, mẹ kiếp, Chu Vân Phàm, thật là giỏi giang, giờ lại biến thành người Ấn Độ rồi. Còn may người ta chưa phủ nhận thân phận mình, Trương Dương nói, Ras. Chu Vân Phàm nói, quán trà Đông Bình, tôi mời anh uống trà. Tiểu thư Cố cũng đi cùng luôn đi, tên này đã nhìn thấy chiếc xe của Cố Gia Đồng từ gương chiếu hậu. Trương Dương và Cố Gia Đồng đến quán trà Đông Bình, Chu Vân Phàm, không, phải nói là Ras chứ, dẫn bạn gái bé nhỏ của anh ta đến đợi ở Lô Tuyết Hiên. Cố Gia Đồng nghe nói Chu Vân Phàm biến thành người Ấn Độ cũng rất kỳ lạ, việc buôn lậu của Chu Vân Phàm đã kết thúc từ lâu rồi, người này cũng rất trượng nghĩa, số tiền phạt lớn như vậy của nhà nước, anh ta cũng chấp nhận, chuyển khoản số tiền phạt từ nước ngoài về, đây cũng là nguyên nhân cơ bản tại sao Kiều Mộng Yên cuối cùng có thể hạ đất an toàn. Có điều vốn dĩ Chu Vân Phàm đã phạm vào một vài luật pháp trong nước, chỉ cần anh ta quay về nhất định phải chịu sự trừng phạt của pháp luật, không ngờ anh ta không những về, mà còn đến cả Đông Giang này nữa. Đến khi Trương Dương và Cố Gia Đồng đều ngồi xuống, Chu Vân Phàm đưa danh thiếp của mình cho hai người họ, chủ nhiệm Trương, tổng giám đốc Cố, đây là danh thiếp của tôi. Trương Dương cầm lấy tờ danh thiếp, bên trên là chữ Ấn Độ, hắn không biết đọc, lật lại mới là tiếng Trung. Bên trên có ghi tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn Đông Phương Chi Châu New Delhi Ras. Trương Dương cười nói, này tổng giám đốc Chu, anh biến thành người Ấn Độ từ bao giờ thế? Chu Vân Phàm cười xảo quyệt, từ nhỏ tôi đã sống ở Ấn Độ, tôi là người Ấn gốc Trung, tôi là Ras, anh đã từng đọc Kẻ Lưu Lạc chưa, nhân vật chính ở đó trùng tên với tôi đấy. Trương Dương đã đọc, khích bác chính là cái người xem trộm người khác tắm đó à? Chu Vân Phàm cười ha ha nói, đúng thế. Không ngờ anh cũng biết. Trương Dương nói, tôi thật không hiểu, là một người Trung Quốc anh không làm lại đi làm người Ấn Độ làm gì. Chu Vân Phàm nói, tôi tin vào đạo Phật, Ấn Độ là một quốc gia Phật giáo, trong mắt tôi tất cả chúng sinh đều bình đẳng. Cố Gia Đồng thấy dáng điệu ra dáng của Chu Vân Phàm rất muốn cười, cô đã quen với Chu Vân Phàm rất nhiều năm nay, vô cùng hiểu tên này, Chu Vân Phàm rất xảo quyệt, không nắm vững được anh ta sẽ không về nước. Xem ra thân phận của anh ta đã không còn bất cứ vấn đề nào nữa rồi, giờ đây anh ta đã trở thành người Ấn Độ Ras, cái tên Chu Vân Phàm đã từng làm trái pháp luật giờ đã chẳng còn quan hệ gì với anh ta nữa rồi. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 325.